Chiến thần bất bại. Tiêu Chính Văn. Chương 621, dốc hết sức lực. Cory liếc nhìn ba võ sĩ phía sau lưng mình. Trác, Bắc và Bowen. Đây đều là ba võ sĩ rất lợi hại, ngược lại, người bên Vương Lận, trừ mấy võ sĩ thuộc quân đội ra, phía sau đều là những võ sư luyện quyền anh theo lối cũ. Tiếp đó, người dẫn chương trình hào hứng nói, không để mọi người phải chờ thêm nữa. Ngay sau đây sẽ diễn ra cuộc thi đấu giao lưu võ thuật đã được mong đợi từ lâu. Thi đấu không có quy tắc, chỉ cần một người bị hạ đo ván hoặc xin đầu hàng, trận đấu sẽ chấm dứt, vốn dĩ là thi đấu hữu nghị, nên có chừng mực. Sau đây, chúng tôi xin mời, Đại sư Mã Bảo thuộc phái Thái Cực Quyền Hỗn Nguyên Hình ý đấu với huấn luyện viên lục quân Mễ Quốc, Bowen. Ngay khi hai người tiến lên, từ vóc dáng mà so, Mã Bảo đã thua mất một nửa. Bowen quanh năm rèn luyện thể hình, cơ bắp cuồn cuộn như đá tảng, thân hình cũng cao hơn 2 mét, cực kỳ vạm vỡ. Mã Bảo thì ngược lại, đã hơn 50 tuổi, mặc dù nhìn còn khá sung sức, bước chân rất ổn trọng, nhưng lại có bụng to, chiều cao và thể hình không có gì nổi trội. Mặc dù mọi người không đặt nhiều hy vọng vào Mã Bảo, nhưng vẫn mong Mã Bảo có thể đánh bại đối phương, tăng thêm sĩ khí cho quân mình. Trận đấu bắt đầu. Trận đấu vừa bắt đầu. Bowen đã lao về phía trước bay lên đá một cú, Mã Bảo giơ tay cản lại nhưng vẫn phải lùi về sau hai bước. Sau đó, đối phương tấn công dồn dập, Bowen đá mấy cú liên tiếp đều trúng vào người Mã Bảo, Mã Bảo chỉ có thể liên tiếp đưa tay ra cản lại, căn bản sắp hết sức chống đỡ mà đối phương vẫn nhẹ nhàng như không, có vẻ chưa dốc hết sức lực. Răng rắc, tiếng xương gãy vang lên, hai tay Mã Bảo buông thõng. Tiếp đó Bowen tiến lên trước. Giáng một đòn tràn đầy sức mạnh vào thẳng đầu ông ta, hai mắt Mã Bảo nhắm lại, ngất xỉu trên sàn đấu. Một đòn KO. Toàn bộ trận đấu, thậm chí còn chưa đến 30 giây. Tất cả khán giả có mặt đều há hốc miệng kinh ngạc, đến cả Vương Lận cũng siết chặt chiếc cốc trên tay. Đã nói là thi đấu giao lưu mà. Nói là trận đấu trình diễn mà. Vậy mà đối phương lại ra tay nặng như vậy. Tiếp sau đó, Bowen chỉ vào những võ sư khác có mặt. Khiêu khích, thực lực của các người quá yếu, không xứng hợp tác với chúng tôi. So với quá trình rèn luyện của chúng tôi, các người chỉ là rác rưởi. Tất cả mọi người đều phẫn nộ. Đã nói sẽ cùng mở võ đường, thật không ngờ đối phương lại mượn ngày hội giao lưu để lên mặt, làm sao các võ sư khác có thể nhẫn nhịn được điều này. Rất nhiều võ sĩ muốn lên sàn đấu đọ sức với Bowen, nhưng mấy người lên sàn đều bị đánh cho tơi tả. Ngược lại, mấy đệ tử trẻ tuổi còn có thể vượt qua được hai đòn đánh, nhưng cuối cùng vẫn cứ thua trận, phải đưa đi viện cấp cứu. Đám người này căn bản không có ý định hợp tác, bọn họ đến để hống hách. Vương Lận cuối cùng cũng hiểu ra. Nhưng đã quá muộn rồi. Vốn dĩ bọn họ mở võ đường không phải để luyện võ đối kháng, mà là để rèn luyện thân thể, vì vậy mấy võ sĩ mời đến đều là người có tuổi chú trọng giữ gìn sức khỏe. So với ba người từ quân đặc chủng ra, thứ học được là kỹ năng chiến đấu và đòn đánh sát thương thì họ không phải là đối thủ. Chỉ là những người lớn tuổi này với bầu nhiệt huyết, không quen nhìn đối phương xúc phạm đất nước mình, lần lượt tiến lên khiêu chiến với Bowen. Nhưng kết cục là lấy trứng chọi đá, lần lượt thua trận. Nhất thời, khí thế giảm xuống quá nửa. Không đánh lại được. Nhiều võ sĩ như vậy nhưng không có một ai là đối thủ của hắn. Rõ ràng Hoa Quốc là sân nhà của họ, nhưng lại bị một tên ngoại quốc dẫm đạp chế nhạo. Lại chẳng có lấy một người cản nổi đối phương. Vệ sĩ đứng sau Vương Lận bước ra nói, đại sứ, để tôi ra tay đi. Được, Vũ Hải, tôi ra lệnh cho cậu, dốc hết sức lực lấy lại chiến thắng. Nhận lệnh, Vũ Hải một vệ sĩ vốn không định ra tay lại lên sàn đấu. Tiếp theo, là người kế thừa Mê Tung Quyền Vũ Hải, vệ sĩ riêng của đại sứ Vương. Liệu anh ấy có tạo ra được phép màu, khôi phục danh dự cho chúng ta hay không? Nghe nói là người bên cạnh đại sứ Vương, khán giả không khỏi ngẩng đầu, trong mắt le lói tia hy vọng. Hừ, người của đại sứ Vương thì sao? Tôi vẫn có thể đánh bại như thường. Bowen chẳng thèm xem Vũ Hải ra gì. Chương 622, để tôi thử xem sao. Vũ Hải là một vệ sĩ, thân hình cũng không thấp bé, mặc dù không khoa trương như Bowen nhưng những bắp thịt trên cơ thể lại có lợi thế riêng. Trận quyết đấu bắt đầu. Trận đấu vừa bắt đầu, đám người bên dưới đồng loạt hô vang những tiếng cổ vũ long trời lở đất. Bowen lại tung ra một đòn,
thế nhưng cú đá này lại bị Vũ Hải né được một cách dễ dàng, sau đó Vũ Hải liền xông lên trước, đấm thẳng vào đầu đối phương. Hai mắt Bâu Ân tối sầm lại, vô thức giơ tay ra đỡ, có điều cú đấm của Vũ Hải lại quá nhanh, khiến Bâu Ân không có cách nào đánh trả. Bâu Ân nhiều lần muốn phản đòn mà Vũ Hải đều né được nhẹ nhàng. Tốc độ hành động của Vũ Hải rất nhanh, Bâu Ân hoàn toàn không phải là đối thủ. Đúng vào lúc những khán giả phía dưới đều muốn Vũ Hải dạy dỗ cho Bâu Ân một trận ra trò. Bâu Ân lại đột nhiên giơ hai tay lên, dừng lại, tạm dừng, tôi mệt rồi, tôi đầu hàng, đánh nhiều người như thế, tôi mệt rồi. Thật gian xảo. Bâu Ân biết mình yếu thế, vì thế đã nhanh chóng đầu hàng, gần như dương dương tự đắc bước xuống dưới mà không có chút tổn hại nào. Mà sau khi Vũ Hải liên tiếp ra những đòn công kích mạnh mẽ thì thể lực đã bị tiêu hao đi rất nhiều, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, đối phương lại đột nhiên đổi người, thay bác với thực lực còn mạnh hơn nhiều lên sàn. Nguy rồi, có lẽ Vũ Hải thua mất thôi, vua Bắc Lương đâu? Mau liên hệ Tiêu Chính Văn. Nhìn thấy đối phương ung dung lên sàn, khuôn mặt Vương Lận liền biến sắc, vội vàng thúc giục thuộc hạ của mình tìm Tiêu Chính Văn. Sự việc đã đến nước này thì đã không còn là cuộc thi biểu diễn thông thường nữa rồi. Đây là trận chiến liên quan đến vinh dự của quốc gia. Đội trưởng đội xung kích đặc chủng Bắc đối đầu với vệ sĩ Vũ Hải của Đại sứ Vương, trận đấu bắt đầu. Sau hiệu lệnh của trọng tài, trận đấu thứ hai chính thức bắt đầu. Vừa bắt đầu, hai bên đã hừng hực khí thế, Vũ Hải dựa vào kỹ thuật cao siêu của mình vẫn còn có thể đọ sức với đối phương. Mặc dù tốc độ tấn công của Vũ Hải vừa nhanh vừa mạnh nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có cách nào ra một đòn chí mạng về phía đối phương. Đối phương là một cao thủ Taekwondo, nếu hai bên thật sự giao đấu thì sẽ cùng bị thương, chỉ có điều thể lực của Vũ Hải sẽ phải tiêu hao nhiều hơn. Dần dần, động tác của Vũ Hải càng lúc càng chậm, Bắc tìm được cơ hội, tung một cú đấm nhắm thẳng vào ngực anh ta. Vũ Hải nôn ra máu ngã xuống đất. Bắc thấy anh ta vẫn chưa chịu đầu hàng thì lại tiến lên trước thẳng chân đạp vào giữa bụng anh ta. Vũ Hải lại phun ra một ngụm máu, cả người ngã phịch xuống đất, hai tay còn mạnh mẽ chống lên mặt đất muốn đứng dậy. Vũ Hải, đầu hàng đi. Vương Lận nói với vẻ đau lòng. Không, tôi tuyệt đối sẽ không đầu hàng ở đây, tôi có cách để đối phó với anh ta không phải đối thủ của tôi. Vũ Hải vẫn không chịu bỏ cuộc. Bởi vì anh ta biết nếu như mình không thể giải quyết được đối phương ở đây thì lát nữa không ai khác có thể đánh bại đối thủ. Anh ta dùng toàn bộ sức lực còn lại để đứng dậy, nhưng trạng thái lúc này đã không còn đủ mạnh để ra đòn tấn công nữa, thậm chí ngay cả phòng bị cũng không làm nổi. Bác giơ chân lên đạp thẳng vào mặt anh ta, khiến anh ta bay ra khỏi sàn đấu, ngã trên mặt đất và ngất lịm. Cuối cùng anh ta được đưa vào bệnh viện, bên Hoa Quốc lại thua một trận. Lúc này, tâm trạng của khán giả dưới sàn đấu đã rất tệ, vốn dĩ họ cho rằng người của Đại sứ Vương có thể thay đổi cục diện giúp bọn họ, không nhờ thực lực của đối phương lại mạnh mẽ như thế. Ha ha ha, còn tên nào không sợ chết muốn lên đây? Còn ai muốn khiêu chiến chúng tôi nữa nào? Bắc nhìn tất cả mọi người phía dưới với vẻ mặt kích động, tự hào ưỡn ngực. Hắn giống như một con tinh tinh bạo tàn, không ngừng vỗ ngực mình, phát ra những âm thanh gây hấn. Sự tự tin của tất cả mọi người phía dưới đều đã biến mất tăm. Tất cả mọi người đều cúi đầu, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt của Bắc. Hèn nhát, một lũ hèn nhát với nhau. Ha ha ha, chụp ảnh tôi lại, ngày mai đăng lên tin tức của mấy người. Nói cho cả thế giới biết sốt cuộc người của mấy người hèn yếu bao nhiêu. Nói cho tất cả người dân Hoa Quốc biết mấy người không thể chiến thắng nổi. Bắc nhìn đám phóng viên đang chụp ảnh xung quanh. Tận hưởng cảm giác được máy ảnh chụp hình. Cory cũng cười nói, xin lỗi nhé Đại sứ Vương, thuộc hạ của tôi kích động quá, nhưng mà cũng không thể trách bọn họ được, khí thế tuổi trẻ mà. Vương Lận chỉ có thể cố dặn ra một nụ cười, vậy sao? Khí thế tuổi trẻ cũng phải trả giá đấy. Nếu như mấy người có cách để trừng trị cậu ta, vậy thì thử bắt cậu ta trả giá đi, tiền đề là mấy người phải có cái bản lĩnh đó. Cory mỉm cười lắc đầu. Vương Lận rất bực mình, nhưng lại không biết phải làm sao, bên phía bọn họ đã không còn cường giả có thể xuất trận, trận thi đấu giao lưu này, bọn họ thua chắc rồi. Đúng lúc Vương Lận bó tay chịu trận, một người đàn ông bước về phía trước. Vua Bắc Phương vẫn chưa đến, để tôi thử xem sao. Chương 623, đồ rác rưởi. Chiến sĩ này không biết từ đâu ra,
thoạt nhìn vô cùng bình thường, cơ thể chưa tính là cường tráng nhưng cơ bắp trên người lại vô cùng rắn giỏi. Anh là... Tôi là binh sĩ Bắc Lương đã giải ngũ, Ngưu Đại Hắc, từng đi theo chủ soái và học được rất nhiều kỹ năng, bây giờ chủ soái không ở đây, tôi đành tự mình ra tay dập tắt nhuệ khí của tên nước ngoài kia. Nghe thấy câu này, còn từng là binh sĩ của Bắc Lương, Vương Lận vô cùng mừng rỡ, lập tức sắp xếp anh ta vào quyết đấu. Binh sĩ Bắc Lương đã giải ngũ, mấy loại tôm tép mà cũng dám đến quyết đấu với tôi à? Bắc vô cùng khinh thường Ngưu Đại Hắc, đồng thời cũng chuẩn bị xong tư thế chiến đấu. Trong khoảng thời gian đi theo chủ soái, anh ấy đã dạy cho chúng tôi một môn võ thuật, đó chính là món quyền pháp nổi danh bởi sự bền bỉ mạnh mẽ trong tất cả các môn võ thuật, Bát Cực Quyền. Hôm nay tôi sẽ dùng quyền pháp của chủ soái để đánh bại anh. Sau khi Ngưu Đại Hắc lên sàn đấu và bày ra tư thế chiến đấu thì khí chất trên người chợt trở nên vô cùng mạnh bạo. Trong khoảnh khắc trận đấu bắt đầu, Ngưu Đại Vương vung một cú đấm nhắm thẳng vào ngực đối phương. Bắc bị cú đấm này đánh cho lùi về sau vài bước, vào lúc bước lên trước định phản đòn thì Ngưu Đại Hắc lại dần áp sát, không ngừng ra đòn mạnh mẽ. Động tác của anh ta vừa mạnh vừa dứt khoát, toàn bộ vị trí công kích đều nằm ở vùng mặt và vùng bụng của đối phương. Chết đi! Bắc tìm được cơ hội, giơ nắm đấm nhắm vào eo của Ngưu Đại Hắc. Thế nhưng Ngưu Đại Hắc lại tránh được đòn này, vung cùi trỏ thẳng vào thái dương của đối phương. Á! Bắc kêu lên một tiếng, ngã lăn xuống đất, mất đi ý thức. Bắc hung hăng phách lối lại bị một đòn của Ngưu Đại Hắc đánh cho ngất xỉu. Đánh hay lắm, không hổ là lính Bắc Lương. Lợi hại quá, cuối cùng cũng thắng đối thương chỉ với một đòn. Đúng là hả dạ, để xem bọn họ còn dám hống hách nữa không. Giải quyết xong Bắc nhưng Ngưu Đại Hắc cũng đưa tay ôm lấy bụng mình. Ban nãy khi chiến đấu, phần bụng của anh ta đã bị thương. Cách đánh đổi mạng của đòn quyền pháp này là địch bị thương 10 phần thì bản thân cũng bị thương tới 8 phần. Lúc này, đối thủ cuối cùng bên phía quân địch chính là Trác, chỉ cần bản thân kiên trì thêm chút nữa, hạ gục Trác là có thể lấy lại thể diện của bọn họ trong chính trận đấu này. Cory không vui liếc nhìn Trác, cậu không được để tôi thất vọng, lát nữa phải tiếp đón đối thủ cho tử tế. Trác gật đầu, đi lên sàn đấu. Người có mắt nhìn đều nhận ra Trác mới là chiến sĩ mạnh nhất trong số 3 người bọn họ. Không chỉ có thân hình cao lớn hơn mà khí thế trên người Trác cũng tràn trề hơn nhiều so với 2 người còn lại. Huấn luyện viên của lực lượng không quân Mỹ Quốc, Muay Thái Trác đối đầu với lão tướng đã giải ngũ của Bắc Lương Bát Cực Quyền Ngưu Đại Hắc, hai bên chuẩn bị quyết đấu bắt đầu. Vừa dứt lời, Trác là người ra đòn đầu tiên, giơ một chân lên tung cú đá về phía Ngưu Đại Hắc. Ngưu Đại Hắc tránh được đòn tấn công của đối phương, sau đó lập tức giơ tay lên chuẩn bị tung một cú đấm vào mặt đối phương. Đột nhiên, Trác giơ tay bắt gọn cú đấm của anh ta, sau đó dùng lực vặn mạnh, thẳng thừng bẻ gãy cánh tay rắn chắc của Ngưu Đại Hắc. Rắc rắc, tiếng xương gãy vang lên, tất cả khán giả phía dưới đều hít sâu một hơi khí lạnh. Chết đi! Sau đó, Trác phung cú đấm đánh thẳng vào bụng của Ngưu Đại Hắc, khiến cho nội tạng và xương sườn đều dập nát. Vùng bụng của Ngưu Đại Hắc xuất hiện một vết lõm rất rõ ràng, ẩn hiện hình dáng của cú đấm. Cách biệt về thực lực quá lớn, lúc này ngay cả đánh trả anh ta cũng không làm nổi. Trác nâng Ngưu Đại Hắc lên cao sau đó ném mạnh xuống đất, khiến cho hông đập thẳng vào đầu gối. Rắc rắc, lại là một loạt âm thanh xương gãy giòn tan, xương sống của Ngưu Đại Hắc đã bị tổn thương nặng nề. Còn Trác lại vui vẻ nói, không chịu nổi một đòn. Mày là rác rưởi. Chủ soái của mày, vua Bắc Lương của chúng mày cũng là đồ rác rưởi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 624, xin lỗi đất nước chúng tôi. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên gương mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ bi thương. Quá mạnh rồi, vốn dĩ cho rằng Ngưu Đại Hắc có thể lật ngược tình thế trận chiến, không ngờ ở trước mặt Trác cũng không chịu nổi một đòn. Còn không định đầu hàng sao? Trác nhìn Ngưu Đại Hắc vẫn vùng vẫy muốn đứng dậy, một chân đạp thẳng lên mặt anh ta. Tướng sĩ Bắc Lương, tuyệt đối không có từ đầu hàng. Cho dù biết không cách nào chiến thắng được kẻ địch trước mắt, cho dù biết nếu mình còn không đầu hàng thì sẽ nguy hiểm tính mạng, cho dù biết mình đã giải ngũ. Nhưng một khi vào Bắc Lương, chết cũng là ma Bắc Lương. Ngưu Đại Hắc nôn một ngụm máu trong miệng, cắn răng nói, chỉ dựa vào thứ rác rưởi như mày sao? Còn kém xa vua Bắc Lương của bọn tao. Trác tức giận đạp một chân lên bàn tay của anh ta,
chân dùng sức đè mạnh. Xương ngón tay bị thương nặng, Ngưu Đại Hắc không nhịn được thốt ra tiếng kêu rên đau đớn. Ngưu Đại Hắc, đầu hàng đi. Vương Lận ở bên dưới khuyên ngăn. Đúng đó, cậu đã rất cố gắng rồi, mau đầu hàng đi. Đừng đánh nữa, đánh tiếp nữa sẽ xảy ra án mạng đấy. Những người khác bên dưới cũng không ngừng khuyên can, bởi vì họ biết Ngưu Đại Hắc đã cố hết sức rồi. Trác nhìn thấy Ngưu Đại Hắc nằm dưới đất không nhúc nhích được, nhưng lại không chịu nhận thua thì rất bực bội. Hắn bước lên túm lấy tóc Ngưu Đại Hắc, ra sức đập đầu anh ta xuống đất, khiến Ngưu Đại Hắc hoàn toàn choáng váng. Nhân viên y tế lập tức bước lên khiêng Ngưu Đại Hắc xuống, sau khi xử lý một chút, Ngưu Đại Ngưu mới chậm rãi mở mắt siết chặt nắm tay vẻ không cam lòng. Thua rồi, vẫn thua rồi. Trác hét to hung hăng trên sàn đấu, hắn đá một phát nát cả bảng hiệu của võ đường. Không ai dám khiêu chiến với tôi sao? Xem ra các người đúng là lũ vô dụng. Không phải mày nói vua Bắc Lương của bọn mày, vua Bắc Lương tên là gì kia rất lợi hại ư? Sao hắn không đến? Tao nói cho mày biết, hắn đang sợ tao đấy. Nếu hắn chịu xuất hiện trước mặt tao, một đấm của tao cũng có thể đánh bại hắn. Mặc dù bên dưới chửi rủa, nhưng chắc trên sàn đấu lại không ai có thể ngăn, không ai dám cản. Không ít phương tiện truyền thông và phóng viên, toàn bộ đều bỏ máy quay của mình xuống. Ban đầu bọn họ nhìn thấy sự xuất hiện của Ngưu Đại Hắc, còn cho rằng Ngưu Đại Hắc có thể xoay chuyển tình thế cuộc chiến, không ngờ cuối cùng cũng rơi vào kết cục như vậy. Cory nhìn gương mặt u ám của những người khác, cũng không nhịn được mà bật cười lớn. Ha ha ha, thật ngại quá, xem ra người của chúng tôi lại thắng thêm một trận rồi. Đúng vào lúc bọn họ đang hả hê thì một tiếng của Trách lanh lảnh vang lên. Ai nói vua Bắc Phương chúng tôi không dám đến? Đám người đồng loạt nhìn theo tiếng nói, chỉ nhìn thấy một người đeo mặt nạ, mặc quân phục. Đi theo phía sau chính là Long Nhất Thượng tướng Bắc Lương. Vua Bắc Lương, vua Bắc Lương đến rồi. Ngưu Đại Hắc vốn nằm trên băng ca, vừa chuẩn bị để đưa đến bệnh viện, đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Cùng lúc đó, đám người cũng xôn xao cả lên. Vua Bắc Phương, vậy mà lại đến thật. Vốn dĩ Tiêu Chính Văn không định ra tay, nhưng không ngờ mấy tên nước ngoài này lại hung hăng như vậy, ngang nhiên làm trái thỏa thuận ban đầu, ra tay tàn nhẫn với bọn họ. Không chỉ sỉ nhục đất nước của anh, mà thậm chí còn đánh đàn em cũ của anh bị thương thì sao Tiêu Chính Văn có thể nhẫn nhịn đây? Nhìn thấy Tiêu Chính Văn bước đến, Ngưu Đại Hắc xấu hổ nói, xin lỗi chủ soái, tôi khiến Bắc Lương xấu hổ rồi, yên tâm dưỡng thương, mở to mắt nhìn xem đối phó với loại người này thì phải ra tay thế nào. Mặc dù giọng Tiêu Chính Văn lạnh lùng, nhưng cởi bỏ áo khoác quân phục của mình xuống, che lên người Ngưu Đại Hắc giữ ấm cho anh ta. Ngưu Đại Hắc vô cùng cảm động, nhìn bóng lưng của Tiêu Chính Văn, nước mắt cũng sắp trào ra. Chủ soái, giao người này cho tôi đi, đối phó với họ không cần anh ra tay. Long Nhất ở bên cạnh nói. Nếu đối phương đã chỉ mặt gọi tên muốn quyết đấu với tôi thì sao tôi lại tránh né chứ? Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tiêu Chính Văn bước lên sàn đấu, ung dung bình tĩnh nhìn kẻ địch. Mày chính là vua Bắc Lương à? Xem ra đúng là bình thường, tao đang nghĩ nếu như tao dốc toàn lực thì có đánh mày bay cả phân ra hay không? Trác xoa tay, nhao nhao muốn thử đánh tan tác người đàn ông được gọi là cường giả số một chiến khu Hoa Quốc trước mắt này. Vương Lận hơi lo lắng hỏi, vua Bắc Lương, cậu muốn đích thân lên sàn đấu sao? Không có vấn đề gì chứ? Long Nhất liếc nhìn ông ta, ông đang nghi ngờ thực lực của chủ soái sao? Yên tâm đi, loại kẻ địch trình độ này, không phải là đối thủ của anh ấy đâu. Người ông nên lo lắng là đối thủ của anh ấy, phải biết rằng chủ soái của chúng ta rất bảo vệ người của mình, chắc đã đánh thương đàn em cũ của anh ấy, chủ soái sẽ không nương tay đâu. Long Nhất có lòng tin tuyệt đối với Tiêu Chính Văn. Trác huấn luyện viên của lực lượng không quân Mễ Quốc đấu với vua Bắc Lương, quyết đấu bắt đầu. Lúc trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, cũng cúi đầu xuống, không dám nhìn tiếp. Bởi vì nếu vua Bắc Lương thua thì lòng tin của bọn họ, e là sắp bị đối phương phá hủy hoàn toàn. Tất cả mọi người đều nín thở, căng thẳng chăm chú xem trận quyết đấu này. Trận đấu vừa bắt đầu, Trác đã ra đòn công kích mãnh liệt với Tiêu Chính Văn. Lối đánh nhanh nhẹn chỉ có của Muay Thái, khiến bất kỳ chỗ nào trên cơ thể đều biến thành vũ khí. Lúc đối mặt với sự công kích của đối phương, Tiêu Chính Văn lùi lại liên tiếp, gần như hoàn toàn ở thế yếu. Thế nhưng vào lúc Tiêu Chính Văn lùi đến sát mép võ đài, đột nhiên lên tiếng, Ngưu Đại Hắc, nhìn kỹ đây,
bát cực quyền là dùng thế này. Giây tiếp theo, tay của Tiêu Chính Văn như rắn độc đột nhiên thò ra, điểm ba cái lên cổ Trác nhanh như chớp. Ba điểm tay Diêm Vương. Ngưu Đại Hắc không nhìn được hô lên ngạc nhiên. Chỉ nhìn thấy Trác đưa tay che yết hầu của mình, muốn mở miệng nhưng một câu cũng không thốt ra được. Tiếp sau đó, Tiêu Chính Văn xoay hông, một quả đấm đập thẳng lên mặt Trác. Trác giơ tay muốn chặn lại, nhưng không chặn được một quả đấm mạnh này, bị quả đấm đập một cách hung hăng. Trong nháy mắt gương mặt hắn méo mó, đứng lên răng đã bị đánh bay mấy cái, trong miệng nôn ra toàn máu tươi. Cú đấm này là vì đàn em của tôi. Trác xoay đầu qua muốn phản đòn, vung một đấm về phía Tiêu Chính Văn. Thế nhưng Tiêu Chính Văn lại dùng hai tay ngăn lại, sau đó lấy đấm hóa hai đấm ngoắc quả đấm của Trác, ra sức vặn cổ tay hắn. Răng rắc. Lần này, cuối cùng Tiêu Chính Văn đã tháo bỏ cánh tay của đối phương. Vẫn chưa kết thúc, Tiêu Chính Văn vặn cánh tay chật khớp kia của đối phương, đi ra phía sau đối phương, đạp một cái khớp gối sau. Trác bị ép quỳ xuống, muốn đứng dậy nhưng lại bị Tiêu Chính Văn giữ chặt. Bây giờ, anh phải quỳ xin lỗi đất nước chúng tôi, xin lỗi mọi người ở đây. Tiêu Chính Văn ấn đầu đối phương, ra sức đập xuống đất. Trán Trác cũng nặng nề đập xuống mặt đất, trông giống như dập đầu nhận sai với khán giả, với Vương Lận. Đánh hay lắm. Vua Bắc Lương ngầu quá. Tiếng vỗ tay như sấm vang lên, khán giả nhốn nháo lần nữa. Hả giận. Đúng là quá hả giận. Chương 625, Tà Long, Đồ Hưu. Trác cố ngẩng đầu lên, nhưng bị Tiêu Chính Văn đè chặt xuống đất. Lúc nãy anh ra đòn hiểm muốn giết cấp dưới của tôi, giờ đừng trách tôi tàn nhẫn. Tiêu Chính Văn giẫm lên gót chân của Trác, dùng sức đạp mạnh, hủy hoại chân đối phương. Cơn đau dữ dội khiến Trác ngóc đầu dậy, muốn hét lên nhưng không thể mở miệng. Tiêu Chính Văn buông đầu hắn ra, để Trác cho rằng còn có cơ hội đánh trả. Nhưng Trác vừa đứng lên, Tiêu Chính Văn đã đá bay hắn. Cú đá này khiến hắn bay ra xa gần chục mét. Tiếng xương gãy vang lên, khiến người xem xung quanh sững sờ, bọn họ không ngờ vua Bắc Lương nổi giận lại đáng sợ như vậy. Tiêu Chính Văn đi đến bên cạnh Trác, lại đạp gãy đầu gối chân phải của hắn không chút thương tiếc. Đùi chân phải của Trác bị gãy, dù có chữa được thì cũng để lại di chứng. Sau đó, Tiêu Chính Văn lại đạp gãy chân trái của hắn, hoàn toàn hủy hoại cả hai chân. Đây căn bản không phải là chiến đấu, mà là trà đạp và nghiền nát. Loại công kích này khiến người xem cũng cảm nhận được sự đau đớn. Lúc này đã có rất nhiều người xem bắt đầu cảm thấy thương xót cho Trác đang đấu với Tiêu Chính Văn. Cory cũng đau khổ hét lên, đừng đánh nữa. Đánh nữa sẽ chết người đấy. Trọng tài, mau báo đừng lại đi. Không thể đánh tiếp được. Cory vội vàng kéo trọng tài. Ở đây chúng tôi có quy định, trừ khi người thí sinh tự nguyện đầu hàng hoặc bất tỉnh thì mới có thể dừng trận đấu. Trọng tài thờ ơ nói. Có một điều kỳ lạ là Trác bị Tiêu Chính Văn đánh mạnh đến nỗi không còn sức lực chống trả, thậm chí đến cả cơ thể cũng bị Tiêu Chính Văn tháo rời như một món đồ chơi. Nhưng Trác lại không nói một lời nào. Ban đầu, nhiều người cho rằng hắn là một chiến sĩ xuất sắc, cho dù bị đối phương đánh thì cũng không kêu đau đầu hàng. Nhưng sau đó, bọn họ nhìn thấy Trác cố gắng mở miệng nhiều lần nhưng không phát ra được âm thanh, bọn họ mới dần nhận ra rằng Trác có thể đã mất đi khả năng nói chuyện. Huyệt chết. Lúc nãy vua Bắc Lương đã sử dụng chiêu này, phá hủy cổ họng của đối phương, khiến đối phương không thể phát ra tiếng nữa. Đáng sợ, thật đáng sợ quá. Ngưu Đại Hắc vừa ngưỡng mộ thủ cách thức của Tiêu Chính Văn, vừa cảm thấy sợ hãi. Lúc này Trác không thể nói ra điều trong lòng, nếu như có thể đầu hàng thì hắn đã đầu hàng từ lâu rồi. Nhưng cổ họng của hắn không thể phát ra âm thanh, vì vậy hắn đã mất tư cách để đầu hàng. Mà mỗi lần hắn chuẩn bị hôn mê, Tiêu Chính Văn đều sẽ dùng cơn đau đớn để kích thích cho hắn tỉnh lại, khiến hắn muốn hôn mê cũng không được. Đừng đánh nữa sẽ chết người đấy. Hai đồng đội của Trác là Bắc và Bowen lao lên sàn đấu, liên hợp ra tay với Tiêu Chính Văn. Nhưng loại tôm tép này chẳng có gì đáng sợ cả. Tiêu Chính Văn đấm đá vài cái đã khiến đối phương ngã nhào xuống đất. Mọi người vô cùng phấn khích khi nhìn thấy Bắc và Bowen bất khả chiến bại, bây giờ đều rơi vào tay Tiêu Chính Văn. Vua Bắc Lương đẹp trai quá, đánh bọn họ đi. Vua Bắc Lương, vua Bắc Lương, vua Bắc Lương. Bọn họ không ngừng hô vang danh hiệu cao quý của Tiêu Chính Văn, bày tỏ sự phấn khích và biết ơn. Sau khi giải quyết ba tên này xong,
Tiêu Chính Văn thản nhiên lấy micro từ một người phóng viên, đi đến chỗ Cory, đưa micro lên gần miệng ông ta. Nói cho tôi biết, bây giờ ai là người mạnh nhất, Tiêu Chính Văn hỏi. Võ thuật của Hoa Quốc là số một thiên hạ, thể lực của các người mạnh hơn chúng tôi rất nhiều. Lần này chúng tôi thua, chúng tôi chịu thua. Cory bị sức mạnh của Tiêu Chính Văn dọa sợ chết khiếp, cả người run rẩy. Đối mặt với cường giả sát khí đầy mình như vậy, Cory sợ đến mức phát khóc. Vậy ông nói cho chúng tôi biết, bọn họ có phải rác rưởi không? Tiêu Chính Văn chỉ vào ba người đang nằm trên sàn đấu. Phải, bọn họ đều là rác rưởi, bọn họ đều không đấu lại cậu. Xin lỗi, lần sau chúng tôi không dám nữa, cho tôi về nước đi, Cory hoảng sợ. Lúc trước, ông ta luôn coi thường Bắc Lương và vua Bắc Lương, nhưng khi nhìn thấy ngay cả Trác cũng bị vua Bắc Lương đánh bại thì ông ta mới biết sức mạnh chênh lệch thế nào, lúc này mới nhận ra rằng đối đầu với Tiêu Chính Văn thì chỉ có thiệt. Mọi người nghe thấy chưa? Chính miệng bọn họ thừa nhận mình là rác rưởi. Tiêu Chính Văn nhìn về phía phóng viên đang cầm máy quay, chắc hẳn sáng sớm ngày mai, các tiêu đề của bản tin sẽ đưa tin về bộ dạng xấu hổ của Cory. Một lúc sau, xe cấp cứu đến. Cory đi theo ba thành viên trong nhóm của mình vào xe cấp cứu rồi rời đi với dáng vẻ nhếch nhác. Hiện trường chỉ còn lại tiếng la hét cổ vũ. Vương Lận hào hứng bắt tay Tiêu Chính Văn. Tốt quá rồi, nếu không có cậu thì tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Đây là việc tôi nên làm, chỉ là không ngờ bọn chúng lại nham hiểm như vậy. Tiêu Chính Văn cũng đoán ra được Vương Lận bị đối phương lừa, nếu không thì nhất định sẽ không chỉ sắp xếp vài cao thủ ngồi đây. Là tôi chủ quan, vốn dĩ đã hợp tác với Võ Đường, đôi bên cùng có lợi, nhưng không ngờ bọn họ lại cố ý tới đây gây chuyện. Nói đến đây, Vương Lận vô cùng tức giận. À, mấy ngày trước tôi nhận được tin tức của tiền tuyến báo tới, biên giới có vài binh lính bắt gặp một băng nhóm buôn lậu thuốc cấm, sau khi chiến đấu đã có vài người bị thương. Vương Lận đột nhiên nói. Vừa hay có một buổi đấu giá dược rượu ở Giang Trung, có loại thảo dược tốt. Nếu vua Bắc Lương có hứng thú thì có thể cân nhắc tham gia. Vương Lận lấy ra một tờ giấy thông hành của buổi đấu giá đưa cho Tiêu Chính Văn. Bên trên có viết, giấy thông hành câu lạc bộ Vân Thương. Làm phiền đại sứ rồi, tôi sẽ xem xét. Tiêu Chính Văn nhận tờ giấy thông hành, hai người tán gẫu về sự phát triển sau này của Võ Đường, sau đó Vương Lận rời đi để sắp xếp lại hiện trường. Sáng hôm sau, tin tức về trận đấu giữa vua Bắc Lương và vua chiến đấu Trác Mễ Quốc đã nhanh chóng lan truyền khắp Tu Hà. Đây là tin vui, vô số người sau khi đọc xong tin tức này, liền tán dương uy danh của vua Bắc Lương. Bình luận trên mạng đều là khích lệ, coi vua Bắc Lương như anh hùng của mình. Mà lúc này, trong một ngôi biệt thự xa hoa ở Tu Hà, một người đàn ông mặc quân phục xé tờ báo rồi ném xuống đất. Đồ vô dụng, tất cả đều là đồ vô dụng, tên Cory đáng chết. Làm gì cũng hỏng bét, hừ, còn tên chó má vua Bắc Lương kia nữa, chẳng qua cũng chỉ là một tên đầu cơ trục lợi mà thôi. Nếu không phải mấy năm trước, hắn đúng lúc tham gia trận chiến đó thì sao có thể trở thành vua Bắc Lương trong thời gian ngắn như vậy được chứ? Xích Diệm Vương chết, thiên tử lại để hắn nắm giữ Bắc Lương. Hoàn toàn không coi tà long này ra gì, lẽ nào, tôi đổ xương máu vì Hoa Quốc chục năm cũng không xứng với chức vụ chủ soái chiến khu sao? Người đàn ông ném chiếc cốc trong tay vỡ nát. Tà Long, đồ hưu. Thượng tướng 7 năm, 3 sao. Trước thuộc Bắc Lương, sau này do mâu thuẫn với Tiêu Chính Văn nên đã rời khỏi Bắc Lương, trở thành tổng chỉ huy quân khu Giang Trung. 10 năm trước, căn cứ vào tư liệu chiến khu đã ghi, thực lực đạt chủ soái địa cấp 3 sao. Ngoại trừ chủ soái của năm chiến khu lớn ra thì ông ta là một trong những người mạnh nhất trong quân hội Hoa Quốc. Tuy nhiên ông ta lại quá nóng nảy, độc ác, có thù tất báo nên sự nghiệp lận đận, không được thiên tử coi trọng, luôn phải làm việc dưới trướng chủ soái. Hừ, Tiêu Chính Văn, nếu mày hết lần này đến lần khác cướp vị trí của tao thì cũng đừng trách tao không khách khí. Chương 626, Hot Girl mạng. Hai ngày sau, vết thương trên người Khương Vi Nhan nhờ có thuốc bôi Tiêu Chính Văn tự chế đã khỏi hoàn toàn. Vết sẹo trên người cô đã biến mất. Làn da trắng như tuyết đã hồi phục như thường. Chồng à, thuốc bôi này của anh hiệu quả quá, nếu có thể sản xuất ra thì chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của các cô gái. Khương Vi Nhan nhìn thuốc bôi tự chế của Tiêu Chính Văn, trong lòng đột nhiên nảy sinh ý định muốn mở một công ty y dược, sản xuất loại thuốc bôi trị lành sẹo này.
Nếu em có ý tưởng thì quay về chúng ta mở công ty y dược, anh đưa phương thức chế tạo cho em cầm lấy đi sản xuất là được rồi. Tiêu Chính Văn mỉm cười nói. Thật ạ, mặt Khương Vi Nhan đầy vẻ kích động. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, đương nhiên rồi, không phải em đã quyết định rời khỏi nhà họ Khương rồi sao, vậy thì chúng ta cũng phải có công ty, có con đường phát triển của riêng mình. Khương Vi Nhan ngẫm nghĩ, gật đầu nói, vậy được, sau này em tìm hiểu về ngành y dược một chút. Tiêu Chính Văn mỉm cười, chuẩn bị đứng dậy đi nấu cơm. Khương Vi Nhan thấy chiếc áo trên người Tiêu Chính Văn, không khỏi nhíu mày, nói, chồng à, chúng ta đi mua sắm đi, em muốn mua cho anh vài bộ quần áo, những cái áo này đã cũ lắm rồi. Tiêu Chính Văn cúi đầu nhìn chiếc áo trên người mình, đúng là đã cũ lắm rồi, giặt đến mức bạc hết cả màu. Chỉ là, bản thân anh không để ý lắm vẻ bề ngoài nên vẫn chưa mua cái mới. Bây giờ Khương Vi Nhan nhắc tới, anh đương nhiên thoải mái đồng ý, nói, được, bây giờ đi mua. Gu thẩm mỹ của vợ anh rất cao, áo chọn cho anh khi mặc lên chắc chắn cực kỳ đẹp trai. Hơn nữa hai người cũng đã lâu rồi chưa đi ra ngoài hẹn hò, vừa hay có thể tận dụng khoảng thời gian này để hẹn hò với vợ. Nói xong, Tiêu Chính Văn đưa Khương Vi Nhan đến khu mua sắm quen thuộc. Khương Vi Nhan đặc biệt muốn đưa Tiêu Chính Văn tới cửa hàng thời trang nam, để anh mặc thử vài bộ vest. Bởi vì vóc dáng Tiêu Chính Văn khá tốt, vai rộng, cho nên sau khi mặc vest vào, cả người trông cực kỳ anh tuấn. Anh xem, cái này gọi là người đẹp vì lụa, mặc áo này lên người trông anh đẹp trai hẳn lên. Khương Vi Nhan rất hài lòng ngắm nhìn Tiêu Chính Văn, rồi lấy thẻ ngân hàng ra mua giúp Tiêu Chính Văn. Vốn dĩ Tiêu Chính Văn muốn trả tiền, nhưng Khương Vi Nhan lại nói. Lần này ra ngoài là muốn tặng quà cho Tiêu Chính Văn, tiền này cô nhất định phải trả. Mặc dù nói là mua quần áo cho anh, nhưng với bản tính yêu thích đi dạo phố của phụ nữ, một khi đã đến khu mua sắm, Khương Vi Nhan trở nên phấn chấn, đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, hết xem quần áo lại xem hàng hóa, không biết mệt. Trong khi Khương Vi Nhan đang thử giày, đột nhiên có một cô gái mặc váy hồng chạy đến, trên tay cầm que kem ốc quế và điện thoại. Có vẻ như cô gái đó đang phát sóng trực tiếp, cầm điện thoại lên tự độc thoại chạy đến trước mặt Tiêu Chính Văn. Trên mặt cô gái đó có vẻ còn trang điểm đậm, nhìn kỹ thì thấy cũng khá già dặn, nhưng vẫn dùng giọng điệu đà nói, anh trai này, anh có thể giúp tôi mua một đôi giày không? Tôi muốn mua đôi giày kiểu này. Cô gái đó chỉ vào một đôi giày có giá đến 1.999 tệ trên quầy, còn cố tình làm những động tác đáng yêu. Mà những động tác này... lại khiến Tiêu Chính Văn cực kỳ buồn nôn. Là kiểu dễ thương ghê tởm. Chẳng lẽ bây giờ vẫn còn thanh niên nào thích kiểu phụ nữ như thế này nữa sao? Hơn nữa bản thân lại không quen biết đối phương, tại sao lại muốn đối phương bỏ tiền ra chứ? Thế là sắc mặt Tiêu Chính Văn tối sầm lại hỏi, em gái, hình như tôi không quen biết cô thì phải. Em tên là Manh Manh Tương, anh có thể theo dõi tài khoản của em, anh xem. Vậy chẳng phải là chúng ta đã làm quen rồi sao? Anh trai à, nếu anh giúp em mua đôi giày này, vậy em sẽ cho anh que kem ốc quế này, được không? Hay lắm, bình thường tuy rằng Tiêu Chính Văn cũng có nghe nói đến ăn mày trên mạng, nhưng vẫn chưa gặp ăn mày nào mặt dày như thế này. Tiêu Chính Văn hỏi, bây giờ cô đang phát sóng trực tiếp sao? Cô gái đó gật đầu. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, vậy được thôi. Cô gái đó nghe xong nở nụ cười vui sướng. Tôi nói những thanh niên bây giờ như các cô cậu, có tay có chân sao không đi tìm việc làm chân chính đi. Mỗi ngày ở đây quay những thứ như thế này, là việc mà các cô nên làm sao? Chẳng lẽ không cần đi học à? Mở mồm ra chỉ muốn đòi tiền người khác, sao cô không đi bán thân đi? Người ta bán thân đều tự lực cánh sinh, chỉ dựa vào que kem ốc quế cô đã mút rồi mà đòi hỏi tôi. Thứ này ông đây cho chó ăn chó còn chả thèm. Tiêu Chính Văn mở miệng liền mắng chửi. Mắng đến mức khiến nụ cười trên mặt cô gái đó cuối cùng biến thành bộ dạng tức giận. Không mua thì thôi, không có tiền cứ nói thẳng, lại còn ra vẻ cái gì. Tôi có mấy trăm nghìn người hâm mộ đấy, có rất nhiều người sẵn sàng chi tiền cho tôi, cũng không tệ như kẻ thấp kém nhà quê như anh. Hot girl mạng này mắng xong, đúng lúc Khương Vi Nhan bước ra từ trong cửa hàng. Lúc cô đang thử giày, đã chú ý đến cô gái này đang cố tình ghé sát gần Tiêu Chính Văn. Cũng thấy phản ứng của Tiêu Chính Văn quá đã. Cô mới bao nhiêu tuổi chứ? Đã học cách dụ dỗ chồng người khác. Hơn nữa còn trước mặt bao nhiêu người như vậy, cô có cần mặt mũi nữa không vậy?
Khương Vi Nhan tự nhiên đứng bên cạnh Tiêu Chính Văn, mắng tiểu yêu tinh dụ dỗ người một trận. Tiêu Chính Văn cũng không ngờ Khương Vi Nhan bình thường dịu dàng mà cũng có lúc cứng rắn như thế. Cô hot girl mạng đó bị mắng, giả vờ uất ức quay đầu đi, nói với hai người đàn ông cách đó không xa, anh trai, bọn họ đột nhiên mắng em. Lại còn hung dữ với em. Sau đó, hai người đàn ông trẻ tuổi trông như côn đồ cách đó không xa bước tới. Hai người thanh niên có lẽ cũng cùng một ruột với cô hot girl mạng này, còn thực sự coi đối phương là em gái mình, thấy cô ta chịu ấm ức, lập tức sắn ống tay áo bước tới. Không mua thì thôi, mày dựa vào đâu mà mắng người. Lập tức xin lỗi manh manh của bọn tao, nếu không xin lỗi thì bọn tao sẽ không khách khí nữa đâu. Hai người lên tiếng uy hiếp. Thôi bỏ đi, chúng ta mau đi thôi, dây vào bọn họ đúng là mất hứng. Khương Vi Nhan không muốn hai người này phá hỏng tâm trạng của mình, liền kéo cánh tay Tiêu Chính Văn. Đương nhiên cô không cho rằng Tiêu Chính Văn không có cách đối phó với hai người này, mặc dù cô không rõ thực lực của Tiêu Chính Văn lắm, nhưng cô biết riêng về khoản đánh nhau thì Tiêu Chính Văn chẳng sợ ai cả. Bọn mày xúc phạm manh manh mà còn muốn đi sao? Một trong hai tên bước lên phía trước ngăn cản hai người, đồng thời liếc mắt nhìn Khương Vi Nhan. Ánh mắt đó khiến Khương Vi Nhan cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Sao nào, sợ rồi phải không? Vị tiểu thư đây đi vội vàng như thế, có phải sợ bọn tôi đánh chồng cô đúng không? Hóa ra chồng cô chỉ là một tên vô dụng thôi à? Kẻ còn lại tiếp lời, không thì đi cùng bọn tôi, hai người bọn tôi có thể bảo vệ cô, chắc chắn sẽ làm tốt hơn anh chồng vô dụng kia của cô. Một kẻ trong đó thấy Tiêu Chính Văn không nói gì liền tiến lên trước muốn kéo tay Khương Vi Nhan đi. Lúc tay hắn vừa chuẩn bị chạm vào Khương Vi Nhan thì bị Tiêu Chính Văn tóm lấy cổ tay. Mày làm gì thế, không muốn chết thì bỏ tay ra. Tên côn đồ đó giằng tay ra mới phát hiện không thể bỏ ra được, liền lên tiếng cảnh cáo. Răng rác, có tiếng gãy xương vang lên, Tiêu Chính Văn dùng sức, cứng rắn bẻ gãy cổ tay của đối phương. À, tay của tao. Gã côn đồ đó bình thường cũng chỉ ăn bám và dọa dẫm người thường. Chưa từng gặp ác ma nào như Tiêu Chính Văn. Chương 627, Khương Vi Nhan tổng giám đốc lạnh lùng. Sau khi tay bị gãy, tên côn đồ lập tức chảy nước mắt, quỳ rạp xuống đất quằn quại không ngừng. Tên còn lại thấy không ổn, liền co giò bỏ chạy, chỉ còn lại cô hot girl mạng vẫn đứng im tại chỗ. Cô hot girl mạng đó vốn dĩ cũng muốn chuồn lẹ nhưng vì đôi giày cao gót cao quá, nên chưa chạy nổi hai bước đã ngã lăn xuống đất, bổ nhào trước mặt Khương Vi Nhan. Thấy gương mặt tức giận của Khương Vi Nhan, cô hot girl mạng đó lập tức đứng lên, khóc lóc nói, em xin lỗi, chị gái, em sai rồi, sau này em không dám làm thế nữa, chị bỏ qua cho em được không? Cô ta đã bị thủ đoạn của Tiêu Chính Văn dọa sợ mất mật, bây giờ thấy anh trai mưa đang nằm dưới đất, ôm lấy cái tay đã bị vặn gãy đang không ngừng la hét, cô hot girl mạng đó không dám lên tiếng. Mau đưa anh trai vô dụng của cô đi bệnh viện, lần sau nhớ nhìn cho rõ. Không được tùy ý dụ dỗ chồng người khác. Khương Vi Nhan cũng không muốn nói chuyện với bọn họ, mà chỉ để lại lời cảnh cáo, sau đó kéo tay Tiêu Chính Văn rời khỏi đây. Những người này nên được dạy dỗ từ sớm mới phải, nhìn có vẻ là học sinh cấp 3, tuổi này không chịu học hành đàng hoàng, cả ngày chỉ biết ra ngoài gây chuyện, bị dạy dỗ như này đáng lắm. Cả ngày cắm mặt vào phát sóng trực tiếp thì học hành cái nỗi gì, chắc là sẽ sớm bỏ học thôi, có thể học xong cấp 3 không là một chuyện. Đừng nói đến việc học đại học. Những người xung quanh xôn xao bàn tán, nhao nhao trách mắng cô gái đó. Nói qua nói lại, Khương Vi Nhan cũng không có tâm trạng đi dạo phố nữa, cùng Tiêu Chính Văn đi thẳng về nhà. Về đến nhà, Tiêu Chính Văn vừa tắm xong thì thấy vợ anh đang mặc váy ngủ nằm trên giường. Dưới lớp váy ngủ lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, đẹp hơn cô hot girl mạng kia nhiều, nếu Khương Vi Nhan gọi anh một tiếng anh, chắc anh chết ngay tại chỗ mất. Tiêu Chính Văn bò lên giường, ngắm Khương Vi Nhan đang nằm trên giường nghịch điện thoại. Khương Vi Nhan đương nhiên chú ý tới động tác của Tiêu Chính Văn, nhưng cô lại không dám nghiêng đầu nhìn anh nên vẫn cúi đầu xem điện thoại như cũ. Vợ à, chúng ta đừng nghịch điện thoại nữa, đi ngủ sớm thôi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Tiêu Chính Văn nhích lại gần, giơ tay ôm vợ anh vào lòng. Một mùi hương sữa tắm thơm nhẹ xông vào mũi. Vậy anh đừng làm loạn. Ngày mai còn phải đi làm, Khương Vi Nhan xấu hổ nói. Vậy nếu mai không phải đi làm thì có thể làm loạn sao? Tiêu Chính Văn vô thức hỏi. Khốn nạn,
Ai bảo thế, dám nói linh tinh nữa em cắn chết anh. Khương Vi Nhan dùng răng cắn nhẹ lên cánh tay Tiêu Chính Văn, làm nũng trong lòng anh. Có thể vì đi dạo phố cả ngày nên hơi mệt mỏi, chỉ một lát mà Khương Vi Nhan đã chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, 8 giờ sáng Khương Vi Nhan đã đến công ty làm việc. Nhờ có Tiêu Chính Văn, mà công ty bị người nhà họ Khương cướp đoạt đã trả lại cho cô. Vừa đến công ty, cô lập tức chia nhỏ tài sản, toàn bộ những dự án có liên quan hoặc tiền đầu tư của nhà họ Khương đều chia ra. Trợ lý Tô Tĩnh cũng lần đầu tiên thấy Khương Vi Nhan quyết đoán như vậy, hoàn toàn trở thành một con người khác. Sếp Khương, cô thật sự muốn dừng toàn bộ dự án của nhà họ Khương sao? Tô Tĩnh hỏi. Khương Vi Nhan đứng bên cửa sổ sát đất, khoanh tay, hai chân thẳng tắp thon dài dưới lớp váy vest màu trắng, dễ khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ. Ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn bóng mình in trên cửa sổ, lạnh lùng nói, đúng, hôm nay thông báo tới nhà họ Khương, phàm là những dự án liên quan đến nhà họ Khương, đều trả lại hết. Tất cả thứ gì không có lợi cũng dừng lại hết. Ngoài ra, thông báo cho họ biết, để họ cử người tới đây, những dự án hợp tác với doanh nhân nước ngoài cũng gạch tên nhà họ Khương. Dứt lời, vẻ lạnh lùng trên mặt cô không hề giảm. Nếu đã quyết định rồi thì cô nên cố gắng hết sức. Nhà họ Khương, cuối cùng cũng trở thành dĩ vãng. Những đau khổ mà cô phải trải qua cũng trở thành chuyện quá khứ. Mặc dù 20 năm trước, cô đã có những ngày tháng cực kỳ vui vẻ ở nhà họ Khương, nhưng mấy năm gần đây, cô đã phải chịu tất cả sự sỉ nhục, nếm trải sự lạnh nhạt của mọi người. Cuối cùng cô cũng hiểu được rằng, ở nhà họ Khương, cô luôn là gánh nặng, chỉ là một món hàng bị lợi dụng. Lần này, Khương Vi Nhan muốn sống thật tốt vì bản thân cô, vì Tiêu Chính Văn và vì Nana. Lần này, Khương Vi Nhan sẽ không nhu nhược nữa. Được rồi, sếp Khương, tôi sẽ đi sắp xếp. Tô Tĩnh lập tức trả lời, cũng thở dài một hơi. Cô ấy đã sớm không vừa mắt nhà họ Khương. Đặc biệt là từ khi có cái dự án hợp tác này, nhà họ Khương đã tìm đủ mọi lý do quái gở để thu về được nhiều lợi nhuận. Trước khi rời đi, Tô Tĩnh giơ ngón cái lên với Khương Vi Nhan, cười nói, sếp Khương, cô thật lợi hại, y hệt như người phụ nữ mạnh mẽ trong phim truyền hình, tôi khâm phục cô quá đi. Khương Vi Nhan quay đầu, mỉm cười nói, làm việc đi. Tô Tĩnh đáp vâng, rồi lập tức ôm tập tài liệu quay người rời khỏi văn phòng. Không lâu sau, bên phía nhà họ Khương đã nhận được thông báo từ công ty Nana. Điên rồi, Khương Vi Nhan sao dám làm như thế? Cô ta muốn chia nhà, hay là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết đây? Tức chết đi được, nhà họ Khương nuôi cô ta 20 năm, cô ta báo đáp chúng ta thế này sao? Văn Kỳ, ông mau nghĩ cách đi, nếu dự án hợp tác này không còn nữa, nhà họ Khương chúng ta sẽ phải hít gió Tây Bắc mà sống sao? Lúc này tất cả đám người nhà họ Khương loạn cào cào cả lên. Khương Văn Kỳ ngồi trên ghế chủ tọa, sắc mặt vô cùng khó coi. Lần trước Khương Thái Sương tức giận đổ bệnh, đến giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện. Bây giờ, cả nhà họ Khương có thể nói là do Khương Văn Kỳ làm chủ. Khuôn mặt ông ta cũng nhăn nhó khó chịu, nhưng lông mày toát ra sát khí lạnh lùng, đột nhiên đập mạnh lên bàn, tức tối nói, được lắm Khương Vi Nhan. Cô ta đủ lông đủ cánh rồi, muốn ra tay với nhà họ Khương chúng ta sao? Dứt lời, ông ta nghiêng đầu liếc Khương Học Bác và Từ Phân đang ngồi trong góc, lạnh lùng nói, Khương Học Bác. Con gái ngoan của chú đây sao? Bây giờ thì giỏi rồi. Lại muốn nhắm vào nhà họ Khương chúng ta. Chuyện này chú đi giải quyết đi. Nếu không giải quyết được thì cả nhà chú cũng cút khỏi nhà họ Khương đi. Khương Văn Kỳ tức giận nói, đồng thời vung tay, Mỹ Nghiên, con đi cùng với gia đình chú hai. Bất kể thế nào cũng phải giữ lại những dự án hợp tác kia. Khương Mỹ Nghiên gật đầu, nhìn chằm chằm gia đình Khương Học Bác bằng ánh mắt thù hằn. Khương Học Bác bất lực lắc đầu thở dài. Khương Thái Sương nhập viện. Cả nhà họ Khương đều do Khương Văn Kỳ làm chủ, con thứ như ông ta không quyền không thế không có tư cách lên tiếng. Vẻ mặt Từ Phân cũng khó coi và hoảng loạn. Buổi chiều, Khương Mỹ Nghiên cùng Khương Học Bác, Từ Phân và Khương Thần tới công ty Nana. Bởi lý do hợp tác với doanh nhân nước ngoài, nên công ty của Khương Vi Nhan đã đổi địa điểm cách đây nửa tháng, chuyển vào một tòa văn phòng cao mấy chục tầng, thuê một nửa, đến giờ đã có gần 200 nhân viên. Khương Vi Nhan. Cô muốn làm gì, cô dựa vào đâu mà dừng hết những dự án hợp tác của nhà họ Khương chúng tôi? Khương Mỹ Nghiên xông thẳng vào văn phòng của Khương Vi Nhan,
giận dữ mắng mỏ. Lúc này, Khương Vi Nhan đang xử lý tài liệu trong văn phòng, đôi lông mày lá liễu nhướng lên, nhấc điện thoại bàn lên và nói, hai người tới đây, lôi đám người tạp nham này ra ngoài. Nghe xong, Khương Mỹ Nghiên nổi giận đùng đùng. Mày nói gì, đám người tạp nham sao, còn muốn lôi tao ra ngoài. Dứt lời, hai nhân viên bảo vệ lực lưỡng từ ngoài cửa xông vào. Bọn họ tiến lên phía trước bắt lấy cánh tay của Khương Mỹ Nghiên bẻ ngược ra sau, khiến cô ta đau đớn hét lên, các anh làm gì? Bỏ tôi ra, tôi là chị họ của Tổng Giám Đốc các anh đấy. Chương 628, mạnh mẽ. Nhưng hai người bảo vệ chẳng hề quan tâm đến lời la hét và uy hiếp của Khương Mỹ Nghiên, túm bả vai cô ta ném ra ngoài. Ui ra! Khương Mỹ Nghiên bị ném ra ngoài, hét lên thảm thiết, cô ta bò dậy, hung dữ nhìn hai người bảo vệ trước mặt, ngoạc miệng chửi bới, các anh dám ném tôi hả? Biết tôi là ai không? Tôi là Khương Mỹ Nghiên của nhà họ Khương đấy. Các anh đợi đấy, hãy đợi đấy. Chửi xong bảo vệ, Khương Mỹ Nghiên lại chõ miệng vào trong, tức giận chửi tiếp, Khương Vi Nhan. Mày giỏi lắm, bây giờ mày đủ lông đủ cánh nên dám đuổi cả tao chứ gì. Con đê tiện này, nhà họ Khương nuôi mày 20 năm mà mày báo đáp nhà họ Khương thế à? Đồ ăn cháo đá bát, Khương Mỹ Nghiên mắng chửi không ngừng. Cả nhà Khương học bác đứng chờ ở cửa cũng có sắc mặt khó coi và lo lắng. Chắc là chửi mệt rồi, Khương Mỹ Nghiên mới quay đầu ngạo mạn chỉ huy Khương học bác. Khương học bác, chú nhìn đi, đây chính là cô con gái rượu của chú đấy. Đến cháu mà nó cũng dám đuổi ra ngoài, đúng là loạn rồi. Bây giờ chú hãy vào trong, bảo nó ra đây xin lỗi cháu ngay. Khương học bác lắc đầu liên tục, bất đắc dĩ thở dài. Ông ta bước lên mấy bước, cười nói với bảo vệ đứng ở cửa, này hai cậu, tôi là bố của Tổng Giám Đốc Khương, tôi có chuyện cần gặp nó. Hai người bảo vệ nhìn nhau, rồi vẫn cho vào. Khương học bác dẫn theo Từ Phân và Khương Thần, đến văn phòng của Tổng Giám Đốc. Vừa vào cửa, Từ Phân đã tức giận nói, Khương Vi Nhan. Cô làm cái gì vậy? Sao cô dám đuổi chị họ của cô ra ngoài hả? Cô có biết hiện giờ cả nhà họ Khương do Khương Văn Kỳ làm chủ không? Cô làm như vậy thì cả nhà chúng tôi phải làm sao? Phải đấy, chị hơi quá đáng rồi. Bây giờ chị không còn ở nhà họ Khương, có thể mặc kệ tất cả, nhưng em và bố mẹ phải làm sao bây giờ? Khương Thần cũng bất mãn lẩm bẩm. Vốn dĩ cậu ta cũng đi làm ở công ty Nana, nhưng do không chịu được áp lực vất vả, nên mới xin nghỉ việc rồi. Khương Vi Nhan ngẩng đầu nhìn hai người, sắc mặt hơi lạnh lùng, nói, mẹ, nếu mẹ đến đây để nói giúp nhà họ Khương, hoặc là để dạy dỗ con, thì mời mọi người về cho. Cái gì? Từ Phân vừa nghe vậy thì nổi giận, chỉ vào mặt cô nói, Khương Vi Nhan, tôi thấy cô điên thật rồi. Cô ăn nói với tôi kiểu gì đấy? Tôi là mẹ cô, mẹ chỉ là mẹ kế của con thôi. Khương Vi Nhan bỗng lạnh lùng đáp, sắc mặt hờ hững. Chỉ tám chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến Từ Phân sửng sốt, đứng ngây người tại chỗ, có chút lúng túng. Bà ta nhìn Khương Vi Nhan, cơ thể bỗng run lên, cảm thấy hơi sợ hãi. Khương Vi Nhan trước giờ luôn chịu ức hiếp, hôm nay làm sao thế này, cứ như biến thành người khác vậy. Còn dám cãi lời bà ta. Khương học bác, anh nhìn đi, cô con gái rượu của anh dám nổi giận với tôi kìa. Từ Phân quay đầu hét lên với Khương học bác. Lúc này, Khương học bác cũng cảm thấy bất đắc dĩ, ông ta thở dài, nói với Khương Vi Nhan, con gái, bố biết trước kia gia đình bác cả làm sai, nhưng dù sao con cũng là người nhà họ Khương. Bây giờ ông nội con nằm viện, cả nhà họ Khương đều do bác cả con quản lý. Cho dù không nể mặt bác cả và ông nội, thì hãy nể mặt bố, con có thể đừng chấm dứt các dự án và mối hợp tác của nhà họ Khương không? Những dự án này vô cùng quan trọng đối với nhà họ Khương. Nhưng, Khương Vi Nhan nói, bố, hôm nay bố đến để cầu xin cho nhà họ Khương sao? Sắc mặt Khương học bác run rẩy, gật đầu đáp phải, con gái, hãy nghe lời khuyên của bố. Dù sao nhà họ Khương cũng sinh ra con nuôi nấng con, lúc cần tha thì hãy tha đi con. Tuy nhiên, Khương Vi Nhan bật cười, hỏi ngược lại, lúc cần tha thì hãy tha. Bố không cảm thấy bố nói câu này thay nhà bác cả thì rất nực cười sao? Trước kia, bọn họ có từng nghĩ đến việc tha cho con, tha cho nhà chúng ta không? Đối với con, nhà họ Khương đã trở thành quá khứ, những gì nên trả con đã trả rồi, bắt đầu từ bây giờ.
con chỉ sống vì con, vì chồng và con gái con thôi. Nếu bố còn coi con là con gái, thì đừng nói đỡ cho nhà họ Khương nữa. Khương Học Bác nghe xong thì trầm mặc, đứng ngây ra như phỗng, sắc mặt vô cùng khó coi. Vi Nhan, thực sự không còn cách nào khác sao, Khương Học Bác hỏi. Khương Vi Nhan lắc đầu, đáp, trừ khi cả nhà Khương Văn Kỳ đến đây cầu xin con. Nói xong câu này, Khương Vi Nhan không nói gì nữa, tiếp tục vùi đầu xử lý chuyện của công ty. Khương Học Bác lắc đầu, xoay người dẫn Tử Phân và Khương Thần rời đi. Họ vừa ra khỏi cửa, Khương Mỹ Nghiên đã sốt sắng lao tới, hỏi, sao rồi? Khương Vi Nhan đã đồng ý chưa? Khương Học Bác nhìn Khương Mỹ Nghiên, đáp, chú đã cố hết sức rồi, nó nói, muốn nó tha cho thì nhà các cháu phải tự đến cầu xin. Khương Mỹ Nghiên nghe thấy thế thì trợn tròn mắt, giống như sét đánh ngang tai, tức giận nói, cái gì? Sao cô ta dám làm thế chứ? Còn bắt nhà bọn cháu đến cầu xin sao? Mơ đi, Khương Mỹ Nghiên để lại câu nói này, rồi nhấc giày cao gót, lên xe trở về nhà họ Khương. Cô ta lập tức chuyển lời cho Khương Văn Kỳ và người nhà họ Khương. Cái gì, bắt cả nhà chúng ta đến cầu xin sao? Điên rồi, điên rồi. Khương Văn Kỳ lập tức sầm mặt xuống, tức giận nói. Những người khác của nhà họ Khương cũng tỏ vẻ giận dữ. Khương Vi Nhan này nghĩ mình là ai chứ? Cũng chỉ mở một cái công ty rẻ rách thôi. Cô ta tưởng mình có thể thao túng được vận mệnh của nhà họ Khương chắc. Nực cười. Đúng lúc bọn họ đang xì xào, thì trợ lý của công ty lao vào, vẻ mặt lo lắng kêu lên, Chủ tịch Khương. Chết rồi, xảy ra chuyện rồi. Một số dự án và hợp tác của chúng ta và công ty Nana đã dừng lại rồi. Hiện giờ, cả công ty đã mất 70% nghiệp vụ, không đến một tháng, công ty sẽ phải đóng cửa ạ. Sao cơ? Khương Văn Kỳ nghe thấy thế thì cuống đến mức đứng phát dậy, hai mắt trợn tròn. Những người khác của nhà họ Khương, vừa rồi còn tức giận đùng đùng, lúc này đều sững sờ. Sao lại thế được, không đến một tháng sẽ đóng cửa sao? Tại sao vậy, lẽ nào công ty nhà họ Khương ta không còn dự án và hợp tác nào sao? Văn Kỳ, hay là chúng ta cứ đi cầu xin Khương Vi Nhan đi, nếu công ty đóng cửa thì nhà họ Khương tiêu đời mất. Mọi người bắt đầu khuyên Khương Văn Kỳ đi cầu xin. Vẻ mặt Khương Văn Kỳ tức giận, rất không bằng lòng. Nhưng bây giờ chuyện rất gấp, ông ta cũng không còn cách nào khác, chỉ đành cắn răng nói, nếu đã vậy thì để tôi thử xem. Dứt lời, Khương Văn Kỳ lại dẫn theo Khương Mỹ Nghiên, đến công ty của Khương Vi Nhan. Đến nơi, Khương Văn Kỳ nhìn công ty Nana có quy mô còn lớn hơn công ty nhà họ Khương của mình, trong lòng rất khó chịu. Mấy ngày trước, vốn dĩ công ty này còn thuộc về mình, bây giờ lại thuộc danh nghĩa của Khương Vi Nhan. Ông ta tức lắm. Khương Văn Kỳ cất bước đi vào công ty, nhưng lại bị bảo vệ chặn lại, hỏi các ông là ai. Sắc mặt Khương Văn Kỳ u ám, đáp tôi là bác cả của Tổng Giám Đốc Khương, tôi đến đây có việc tìm nó. Bảo vệ nghe thấy thế thì lấy bộ đàm ra nói, các ông chờ chút, tôi thông báo đã. Trong văn phòng Tổng Giám Đốc, Tô Tĩnh nhận được báo cáo của bảo vệ, nói, xếp Khương, cả nhà Khương Văn Kỳ đến rồi, cô có muốn gặp luôn không? Khương Vi Nhan lạnh lùng đáp. Bảo bọn họ chờ đi, chúng ta họp đã. Chương 629, cái tát này là cảnh cáo khoảng nửa tiếng sau. Cả nhà Khương Văn Kỳ vẫn đứng chờ ngoài cửa, cực kỳ tức giận. Làm cái gì không biết, chắc không phải con danh Khương Vi Nhan này cho chúng ta leo cây đấy chứ, Khương Mỹ Nghiên tức tối nói. Khương Văn Kỳ cũng sầm mặt xuống, nhìn chằm chằm cửa vào công ty, tức giận nói, Khương Vi Nhan, cô giỏi lắm. Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, dám đối xử với chúng ta như vậy. Tức giận, cực kỳ tức giận. Tiết Mai ở bên cạnh cũng lẩm bẩm, này chồng, ông nói xem chắc không phải Khương Vi Nhan muốn hủy hoại nhà họ Khương chúng ta đấy chứ. Nó dám, Khương Văn Kỳ tức giận quát. Đúng lúc này, một trợ lý bước tới, nói Tổng Giám Đốc Khương cho mời các ông. Đám Khương Văn Kỳ thấy thế mới đi theo trợ lý tới văn phòng của Tổng Giám Đốc. Vừa vào văn phòng, Khương Văn Kỳ đã hét toáng lên, Khương Vi Nhan, cô to gan lắm, còn bắt cả nhà chúng tôi đến cầu xin thì cô mới chịu thôi hả? Bây giờ tôi lấy thân phận của gia chủ nhà họ Khương ra lệnh cho cô, lập tức khôi phục việc hợp tác. Khương Vi Nhan đứng trước cửa sổ sát đất, tay cầm tách cà phê, quay đầu lại, nhìn Khương Văn Kỳ với ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt này khiến Khương Văn Kỳ hơi sửng sốt.
Sao mới mấy ngày không gặp, khí chất trên người Khương Vi Nhan lại có sự thay đổi lớn đến như vậy? Lạnh lùng quá, xa lạ quá. Sao nào, nhìn cái gì mà nhìn? Khương Vi Nhan, mày thực sự coi mình là tổng giám đốc đấy à? Cũng không nhìn lại xem mình là cái thá gì, cũng chỉ mượn thân phận của Tiêu Chính Văn thôi, chứ mày không phải là bình hoa di động chắc. Khương Mỹ Nghiên ghen ghét nói. Khương Vi Nhan nghe thấy thế, sắc mặt u ám, nói các người đến để cãi nhau hay là để bàn việc tiếp tục hợp tác? Khương Văn Kỳ đáp, đương nhiên là đến để bàn việc tiếp tục hợp tác rồi. Vậy thì ông hãy quản cái miệng của con gái mình đi, Khương Vi Nhan lạnh lùng nói. Câu nói của cô khiến cả người Khương Văn Kỳ khẽ run. Khương Mỹ Nghiên nghe thấy thế thì nổi điên, nhè nanh múa vuốt chỉ tay vào Khương Vi Nhan, tức giận nói, mẹ kiếp, Khương Vi Nhan, mày nghĩ mình giỏi lắm chắc. Mày cũng chỉ là loại đê tiện dựa hơi đàn ông mà thôi. Bốp! Vừa dứt lời, Khương Vi Nhan liền tát cho Khương Mỹ Nghiên một cái bạt tai, nổi giận nói, chị ăn nói cho cẩn thận. Cái tát này là tôi cảnh cáo chị, đừng nghĩ tôi là Khương Vi Nhan yếu đuối không dám đánh trả trước kia. Khương Mỹ Nghiên lập tức ngây người, đứng im bất động. Cô ta ôm gò má rát bỏng, hai mắt trợn trừng, không dám tin nhìn Khương Vi Nhan vẻ mặt lạnh tanh. Khoảnh khắc đó, Khương Vi Nhan trong mắt cô ta chẳng khác gì những nữ cường nhân lạnh lùng. Nhất là khí thế khiến người ta không dám bôi nhọ trên người cô, khiến Khương Mỹ Nghiên không khỏi lắp bắp. Cô dám đánh tôi sao? Khương Mỹ Nghiên phản ứng lại, đang định đánh trả thì Khương Văn Kỳ ở bên cạnh tức giận quát, đủ rồi. Bố, cô ta đánh con, Khương Mỹ Nghiên tủi thân dậm chân. Khương Văn Kỳ lạnh lùng nói, đứng sang bên cạnh. Sau đó, ông ta quay đầu, nhìn Khương Vi Nhan với ánh mắt lạnh lùng, hỏi, Khương Vi Nhan, rốt cuộc cô muốn thế nào mới chịu dừng tay? Khương Vi Nhan lạnh lùng nhìn Khương Văn Kỳ, đáp, rất đơn giản, cầu xin tôi. Cô! Khương Văn Kỳ nghe thấy thế cũng nổi giận, lửa giận trong lòng không biết chút đi đâu. Khương Vi Nhan này quả thực đã thay đổi rồi. Khương Văn Kỳ nghĩ một lát, cố nặn ra nụ cười, nói, Vi Nhan, tốt xấu gì bác cũng là bác cả của cháu, cũng là người một nhà, cháu không thể nể tình này mà bỏ qua cho nhà họ Khương sao? Khương Vi Nhan lạnh lùng hừ một tiếng, đáp, bác cả, tình cảm gia đình của chúng ta đã bị các người phá tan nát rồi. Bây giờ, giữa ông và tôi chỉ có mối quan hệ hợp tác thuần túy. Muốn khôi phục những hợp đồng này thì ông phải đưa ra điều kiện khiến tôi hài lòng. Khương Văn Kỳ nghe thấy thế thì xa sầm mặt, sau đó nói, chỉ cần chúng tôi cầu xin thì cô sẽ dừng tay sao? Khương Vi Nhan bình thản đáp, đúng vậy. Được. Khương Văn Kỳ gật đầu, sau đó đứng nghiêm, khom lưng cúi đầu, nói, Vi Nhan, trước kia là bác không phải, bây giờ, bác thay mặt nhà họ Khương, cầu xin cháu hãy dừng tay, chừa cho nhà họ Khương một con đường sống. Khương Văn Kỳ cũng là người biết co biết duỗi. Khoảnh khắc nhìn thấy Khương Văn Kỳ cúi đầu, vành mắt Khương Vi Nhan đỏ hoe, rưng rưng nước mắt. Cô đã chờ đợi ngày này quá lâu. Tâm trạng bị kìm nén, lúc này không nhịn được mà bùng phát. Cô quay lại, lén lau đi giọt nước mắt, hít sâu một hơi, nói, Tô Tĩnh, tiễn khách. Vâng. Tô Tĩnh đáp lời, nói với Khương Văn Kỳ, Chủ tịch Khương, mời. Sắc mặt Khương Văn Kỳ rất tệ, nói với bóng lưng của Khương Vi Nhan, cô hãy nhớ lời cô nói. Dứt lời, ông ta sầm mặt, dẫn theo Khương Mỹ Nghiên và Tiết Mai đang tức tối, rời khỏi công ty. Chờ bọn họ đi rồi, Khương Vi Nhan mới bật khóc. Khoảnh khắc đó, bao uất ức tủi thân của mấy năm được xả hết ra. Tâm trạng cô dồn nén đã lâu cuối cùng cũng có chỗ phát tiết. Buổi chiều hôm đó, công ty Nana ký lại hợp đồng hợp tác với công ty nhà họ Khương. Nhưng đối với nhà họ Khương, hợp đồng này có thể nói là khiến bọn họ sứt đầu mẻ trán, phải mở cuộc họp. Bởi vì, nội dung hợp đồng rất nghiêm ngặt đối với nhà họ Khương. Chỉ cần một sai sót là chấm dứt toàn bộ hợp tác. Cùng lúc đó, bên phía Tiêu Chính Văn, gần tối thì anh nhận được điện thoại của Khương Vi Nhan. Chồng ơi, ngày mai em phải đến Hán Trung công tác, đàm phán một lô vật liệu. Đúng lúc bên đó em có mấy người bọn họ tổ chức một bữa tiệc, bảo chúng ta tham gia, anh có muốn đi cùng không? Khương Vi Nhan hỏi. Thế thì chắc chắn anh phải đi cùng vợ rồi. Tiêu Chính Văn không muốn cô vợ xinh như hoa của mình gặp phải bất cứ kẻ nào có lòng dạ bất chính trong buổi họp lớp. Được, chúng ta cùng đi. Khương Vi Nhan đồng ý.
Sáng ngày hôm sau, Khương Vi Nhan thay một bộ quần áo mới, không những mặc váy dạ hội màu trắng, mà còn đeo trang sức Tiêu Chính Văn mua cho trước đó. Đôi vòng tay xinh đẹp đeo trên cổ tay, càng làm nổi bật làn da trắng muốt, đồng thời trên đầu còn cài đôi châm phượng hoàng vàng. Chân cô còn đeo tất lưới đen, mái tóc dài trải ra sau lưng, thoạt nhìn như tiên nữ giáng trần. Những ngôi sao nổi tiếng hàng đầu trên truyền hình khi đứng trước Khương Vi Nhan cũng phải kém cạnh không bằng. Bình thường Khương Vi Nhan ít khi ăn mặc sang trọng như vậy, nhưng dù sao hôm nay cũng phải đi gặp đối tác làm ăn và bạn học cũ, nên phải trau chuốt một chút, nếu không sẽ bị các bạn học khác coi thường. Hơn nữa hôm nay còn dẫn theo Tiêu Chính Văn, cùng chồng ra ngoài thì đương nhiên phải chú ý thể diện của chồng rồi. Tiêu Chính Văn cũng không ngờ Khương Vi Nhan lại coi trọng lần gặp gỡ bạn bè này đến vậy. Sau khi nhìn thấy quần áo của cô, anh kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Cô ấy trang điểm ăn mặc đẹp quá đi mất. Còn anh mặc quần áo bình thường, so với Khương Vi Nhan, lại có cảm giác như công chúa và gã ăn mày. Chương 630, khoe khoang quá đà. Ngay trong ngày hôm đó, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan đến Hán Trung. Gần tối, hai người gọi taxi đến khách sạn đã đặt trước, khách sạn này là một khách sạn lâu đời nổi tiếng ở khu vực Hán Trung. Đây là một khách sạn trung cao cấp, suy nghĩ đến lý do bạn học gặp mặt, nên bọn họ không định đến nơi quá cao cấp. Người tổ chức là Tưởng Đào, lớp trưởng lớp đại học của Khương Vi Nhan, là thế hệ nhà giàu đời thứ hai ở Hán Trung, cũng có chút thế lực ở địa phương. Năm nào anh ta cũng tổ chức một buổi họp lớp, để kể với nhau tình hình phát triển gần đây. Do Hán Trung và Tu Hà cách nhau khá xa, nên trước kia không mời Khương Vi Nhan. Nhưng, lần này nghe nói cô đến Hán Trung, Tưởng Đào bèn đặc biệt sắp xếp buổi gặp mặt này. Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn vừa xuống xe, liền thấy một chiếc Lamborghini lái tới. Ủa, Khương Vi Nhan, không ngờ lại là cậu đi taxi đến sao? Một giọng nữ vô cùng kiêu ngạo vang lên. Tiêu Chính Văn nhìn qua, chỉ thấy một cô gái đeo kính râm thò đầu ra khỏi ghế lái phụ của chiếc Lamborghini. Hồ Thanh Mặc. Khương Vi Nhan đầu tiên là nhận ra cô bạn học của mình. Sau đó lại chú ý tới bạn trai của đối phương ngồi ở ghế lái bên cạnh. Đúng vậy, đến tận giờ mà các cậu vẫn chưa mua xe sao? Chiếc xe này do bạn trai tôi Giang Dân mua đấy, mất tận mấy triệu tệ. Hồ Thanh Mặc vừa khoe khoang bạn trai của mình vừa nhìn Khương Vi Nhan với ánh mắt châm chọc. Từ hồi đại học, Hồ Thanh Mặc và Khương Vi Nhan đã mâu thuẫn với nhau. Vụ to nhất là đàn anh mà Hồ Thanh Mặc thích từ chối lời tỏ tình của cô ta. Sau đó lại tỏ tình với Khương Vi Nhan. Điều này khiến cô ta rất cay cú, nghĩ rằng chính Khương Vi Nhan đã cướp người cô ta yêu, nên hai người đã cãi nhau một trận trong lớp, còn suýt nữa đánh nhau, sau đó chuyện này cũng kết thúc. Về sau, cô ta nghe nói Khương Vi Nhan bị người ta làm nhục ở Tu Hà, còn sinh ra một cô con gái, rồi còn lấy người đàn ông đã làm nhục mình, trở thành trò cười của Tu Hà. Vì chuyện này mà cô ta đã vui mừng rất lâu. Đáng tiếc quá. Tuy cậu rất xinh đẹp, nhưng đầu óc lại khù khờ, cậu tưởng chồng cậu hiện giờ vẫn là đại thiếu gia của nhà họ Tiêu năm đó sao? Cậu nhìn xem, đến xe còn không mua nổi, đúng là thất bại. Hồ Thanh Mặc vẫn không quên lôi cả Tiêu Chính Văn vào để mỉa mai. Vẫn là chồng tôi tốt nhất. Hồ Thanh Mặc vừa nói vừa thơm Giang Dân một cái, lúc này mới khiến Giang Dân tỉnh táo lại. Khụ khụ, đúng vậy. Vừa rồi Giang Dân nhìn Khương Vi Nhan. Không rời được mắt. Hắn thậm chí còn dụi mắt, tưởng mình nằm mơ thấy tiên nữ giáng trần. Khi nhìn thấy Tiêu Chính Văn, hắn chỉ muốn xông lên tát cho anh hai cái. Hắn quả thực không hiểu nổi, Tiêu Chính Văn có tư cách gì sánh đôi với Khương Vi Nhan chứ? Trong lòng hắn vô cùng đố kỵ, nếu không phải bạn gái hắn đang ở bên cạnh, thì hắn đã không nhịn được mà tán tỉnh Khương Vi Nhan rồi. Đại thiếu gia của nhà họ Tiêu Tu Hà. Ồ, tôi biết rồi. Chính là con chó hoang kia. Không ngờ anh còn mặt mũi mà quay lại, nếu như là tôi, thì đã nhảy xuống cái hố mà lấp lại rồi, Giang Dân nói. Thôi đừng nói nhiều với anh ta nữa, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta đỗ xe đã. Hồ Thanh Mặc nhìn đồng hồ, rồi giục bạn trai lái xe rời đi. Giang Dân lưu luyến nhìn Khương Vi Nhan thêm mấy lần nữa rồi mới chịu lái xe đi. Tuy Khương Vi Nhan rất tức giận, muốn phản bác lại bọn họ. Nhưng ngay từ đầu, Tiêu Chính Văn vẫn luôn nắm tay cô. Cô biết Tiêu Chính Văn không muốn cô lên tiếng, nếu Tiêu Chính Văn đã không tức giận thì cô cũng không nói gì nữa. Đến phòng bao của khách sạn,
lúc Khương Vi Nhan bước vào, các bạn học đều kêu lên kinh ngạc. Oa, đúng là thiếu nữ dậy thì thay đổi chóng mặt, không ngờ Khương Vi Nhan bây giờ lại thay đổi lớn đến vậy. Xinh đẹp quá đi mất, bây giờ tôi chính thức tuyên bố, từ nay về sau, cậu chính là nữ thần của tôi. Bạn Khương xinh đẹp thật đấy, có nghĩ đến việc làm ngôi sao lớn không đấy? Các bạn học nam đều dồn mắt vào Khương Vi Nhan, đến bạn trai đi cùng một số bạn học nữ cũng nhìn về phía cô, khiến bạn gái ở bên cạnh phát ghen, một số bạn học nữ cũng nghiến răng ken két. Một bạn học nam nhanh chóng bước tới, cầm một ly rượu đưa cho Khương Vi Nhan. Vi Nhan, tôi mời cậu một ly. Đừng khách sáo, vợ tôi tửu lượng kém, nên để tôi uống thay. Lúc này, Tiêu Chính Văn ở phía sau chìa tay ra, đỡ lấy ly rượu, một hơi cạn sạch. Tất cả đám đàn ông trong phòng bao đều sửng sốt. Bọn họ nhìn Tiêu Chính Văn đột ngột xuất hiện, ánh mắt tỏ vẻ quái dị. Vợ anh, đây là ai thế, các cậu có quen không? Anh ta là chồng của Khương Vi Nhan thật sao? Nhìn không xứng với cậu ấy tí nào. Tuy tiếng bàn tán của bọn họ rất nhỏ, nhưng Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan vẫn nghe thấy hết. Khương Vi Nhan, cậu lấy chồng lúc nào thế? Một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, một người đàn ông nhìn có vẻ là người thành công, mặc vest, đeo đồng hồ vàng, vội vàng bước từ trong đám người tới. Tưởng Đào, tôi với Chính Văn đã kết hôn được một thời gian rồi, Khương Vi Nhan đáp. Tưởng Đào chính là lớp trưởng của lớp bọn họ, đồng thời cũng là người khởi xướng lần họp lớp này. Mấy năm nay, Tưởng Đào vẫn luôn theo đuổi Khương Vi Nhan, nhưng bị cô từ chối. Vốn dĩ Tưởng Đào còn định tiếp tục theo đuổi trong buổi họp lớp, đồng thời cũng bảo các bọn học khác chuẩn bị trợ giúp. Không ngờ Khương Vi Nhan đã kết hôn rồi. Lớp trưởng Tưởng, Tiêu Chính Văn này là một con chó hoang nổi tiếng ở Tu Hà, chính là đại thiếu gia của nhà họ Tiêu đấy. Lúc này, có người đứng bên cạnh chen miệng vào châm chọc. Ồ, tôi còn tưởng là ai cơ, hóa ra là anh ta. Nghe thấy tình địch của mình là Tiêu Chính Văn, Tưởng Đào cũng thở phào. Anh ta từng nghe nói một số chuyện về Khương Vi Nhan, chỉ là về sau có một thời gian không liên lạc mà thôi. Nếu đã là con chó hoang kia thì mình vẫn còn cơ hội. Sao lại là anh ta chứ? Chính là nhà họ Tiêu đã bị xóa sổ ở Tu Hà kia sao? Chẳng phải anh ta từng làm nhục Khương Vi Nhan sao? Sao lại còn kết hôn với anh ta chứ? Nhìn quần áo của anh ta kìa, lại nhìn quần áo của Khương Vi Nhan. Chắc không phải tên Tiêu Chính Văn này đã ở rể nhà họ Khương rồi đấy chứ. Thế chẳng phải là đồ hèn chuyên ăn bám sao? Bọn họ nhao nhao lên, nói toàn những lời khó nghe. Khương Vi Nhan nghe cũng cảm thấy hơi khó chịu. Đúng lúc này, Tiêu Chính Văn bước ra thừa nhận, có lẽ tôi không thành công, không xuất sắc như những người có mặt ở đây, nhưng vợ tôi xinh đẹp, mỹ miều như vậy, có phải các anh đều rất ghen tị không? Câu nói của Tiêu Chính Văn đã nói toạc tâm sự trong lòng bọn họ. Cho dù tôi thực sự là đồ vô dụng thì có sao? Vợ tôi vẫn yêu tôi đấy thôi. Tiêu Chính Văn thuận thế ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Khương Vi Nhan, thơm một cái lên khuôn mặt xinh xắn của cô. Chương 631, thực ra chồng mình là... Khương Vi Nhan không ngờ Tiêu Chính Văn lại dùng cách này để đáp trả, gò má cô bỗng đỏ bừng lên. Ở đây bao nhiêu người như vậy? Khương Vi Nhan khẽ đẩy Tiêu Chính Văn ra, nhưng không trách anh. Đám đàn ông có mặt đều ghen ghét đến mức gần như phát cuồng. Trong lòng bọn họ gào thét, rốt cuộc là tại sao? Mình có gì không bằng thằng vô dụng đó chứ? Tại sao Khương Vi Nhan lại có mắt không chồng thích thằng vô dụng đó? Nếu không phải Khương Vi Nhan vẫn đang ở trước mặt, thì thậm chí bọn họ đã không nhịn được mà đánh cho Tiêu Chính Văn một trận rồi. Bởi vì vẻ mặt đắc ý hiện giờ của Tiêu Chính Văn thực sự là rất ngứa mắt. Vi Nhan, cậu hãy nghĩ cho kỹ, người đàn ông này là một thằng rác rưởi, anh ta không bảo vệ được cậu đâu, ở bên anh ta chắc chắn cậu sẽ phải hối hận. Sắc mặt Tưởng Đào đã xám xịt hơn cả gan lợn, nhưng chẳng có cách nào khác. Đúng lúc này, Trương Vũ một cô bạn thân trước kia của Khương Vi Nhan xuống lại nói, được rồi, các cậu đừng đứng đó tình trạng ý thiếp nữa, ngồi xuống trước đã. Lúc nói, Trương Vũ còn nháy mắt với Tưởng Đào. Lúc này, Tưởng Đào mới ý thức được mình đã thất thố, lập tức ngậm miệng, mời Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn vào chỗ. Hồ Thanh Mặc và bạn trai cô ta là Giang Dân mà khi nãy Khương Vi Nhan gặp được cũng nhanh chóng bước vào. Mấy bạn học khác nhìn thấy bạn trai Giang Dân của Hồ Thanh Mặc mặc toàn đồ hàng hiệu, ở hông còn đeo chiếc chìa khóa Lamborghini,
lập tức tiến lên chào đón, định lấy lòng vị khách quý này. Hồ Thanh Mặc với anh Giang đúng là một đôi trời sinh trai tài gái sắc. So với người nào đó thì đúng là một trời một vực. Phải đấy, nào nào nào, tôi mời bạn Hồ một ly, mời cả anh Giang một ly nào. Những người khác có mặt lập tức nâng ly rượu trong tay lên, mời Hồ Thanh Mặc và Giang Dân. Hồ Thanh Mặc vô cùng đắc ý, cảm thấy lần này mình đã tìm đúng bạn trai, khiến cô ta mát cả mặt. Các món ăn bọn họ gọi nhanh chóng được mang lên, các bạn học nam bởi vì biết Tưởng Đào đang theo đuổi Khương Vi Nhan, hơn nữa bây giờ Khương Vi Nhan cũng đã kết hôn, nên đều thức thời không chọc ghẹo cô. Còn các bạn học nữ vì ghen ghét nên đều cố ý xa lánh bọn họ. Đồ vô dụng như Tiêu Chính Văn thì bọn họ lại càng không thích, thậm chí còn cảm thấy ảnh hưởng đến khẩu vị, chỉ muốn đuổi ngay anh ra ngoài. Vậy nên mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, còn Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn bị ra rìa, ngồi đó như người ngoài cuộc vậy. Trương Vũ hỏi, lớp trưởng, tôi thấy đồng hồ trên tay cậu là hàng hiệu đúng không? Nhìn đẹp thật đấy, bao nhiêu tiền vậy? Tưởng Đào cố ý chìa tay ra, để lộ chiếc đồng hồ trên tay mình, chiếc đồng hồ vàng này cũng không đắt lắm. Lúc tôi đến Thụy Sĩ bàn chuyện làm ăn với sếp lớn đã tiện tay mua, đổi sang tiền mình cũng chỉ mấy trăm nghìn tệ thôi. Qua, đồng hồ vàng mấy trăm nghìn tệ mà còn nói không đắt, ông chủ Tưởng giàu quá đi mất, không biết bây giờ ông chủ đang kinh doanh gì. Trương Vũ chớp mắt, cố ý hỏi. Bây giờ tôi đang làm về ngoại thương, không những quen biết mấy sếp lớn nước ngoài, mà còn hợp tác với những doanh nghiệp top 500 trên toàn thế giới. Thực ra ngày nào cũng bận lắm, dù sao mỗi phút cũng mấy trăm nghìn tệ, không thể không lo lắng chuyện của công ty. Tưởng Đào cố ý thổi phồng công ty của mình lên, muốn khoe khoang trước mặt các bạn học. Đồng thời cũng muốn thể hiện năng lực trước mặt Khương Vi Nhan, để cô biết anh ta là một người thành công. Trên thực tế, tuy có hợp tác với các công ty top 500 thật, nhưng anh ta cũng chỉ có một đơn hàng nhỏ, hơn nữa còn là hợp tác với công ty chi nhánh của đối phương. Hơn nữa, anh ta có thể trở thành sếp của công ty cũng là nhờ có cậu chống lưng đằng sau. Cậu giỏi quá đi mất, Trương Vũ nói. Phải đấy, tôi nhớ công ty của lớp trưởng Tưởng là công ty Hồng Hưng đúng không? Mấy hôm trước tôi còn nhìn thấy công ty các cậu lên thời sự. Là ông chủ của công ty Hồng Hưng cơ á. Trời đất, tôi chẳng biết gì cả, lớp trưởng Tưởng khiêm tốn quá đi mất. Dầu rồi đừng quên bạn cũng nhé, công ty lớp trưởng còn thiếu người không? Hay là giới thiệu cho tôi qua đó giúp đỡ nhé? Các bạn học lập tức nâng ly rượu mời anh ta, lời nói đầy vẻ lấy lòng. Đúng lúc này, cũng có người hỏi Hồ Thanh Mặc. Nói ra cũng không biết bạn trai cậu làm ở đâu nhỉ? Hồ Thanh Mặc cũng tự hào nói, đây là bạn trai tôi Giang Dân, anh ấy giỏi lắm. Bố mẹ mở công ty thép lớn nhất khu vực Hán Trung, kho vũ khí đạn dược cũng phải tìm đến để chế tạo vật liệu, hơn nữa bạn trai tôi cũng quen người của quân đội. Những người khác nghe thấy thế thì càng khâm phục Giang Dân hơn. Lại nhao nhao nâng ly, kéo bọn họ lại tán phét, hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt. Qua ba vòng rượu, cả phòng bao bắt đầu bật nhạc ầm ĩ, ánh đèn cũng trở nên hơi tối. Lúc này, Tưởng Đào cố ý kéo Trương Vũ. Hỏi, bây giờ làm sao đây? Hình như Khương Vi Nhan không có hứng với tôi, trước đó chúng ta đã nói rồi, nếu cậu giúp tôi theo đuổi được cô ấy, tôi sẽ tặng cậu một chiếc xe sang. Cậu sợ gì chứ? Lẽ nào cậu còn sợ không bằng được tên vô dụng như Tiêu Chính Văn sao? Lát nữa tôi sẽ khuyên cậu ấy, cậu nghĩ cách tách tên Tiêu Chính Văn kia đi, Trương Vũ nói. Tách Tiêu Chính Văn đi, tôi nghĩ đã có rồi. Tưởng Đào lập tức nảy ra một kế. Lập tức gọi điện cho cậu anh ta. Cậu ơi, cháu nghe nói cậu quen người của xã hội đen, có thể cho cháu mượn mấy người dùng không? Khương Vi Nhan, mình có chuyện muốn nói với cậu, Trương Vũ gọi Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan nhìn Tiêu Chính Văn, nói với anh tự chơi một lúc nhé, em nói chuyện với bạn một lúc. Sau đó, Trương Vũ kéo Khương Vi Nhan đến một góc, hỏi, rốt cuộc cậu làm sao thế? Sao lại lấy loại người đấy chứ? Chẳng phải trước kia anh ta làm nhục cậu sao? Trương Vũ, anh ấy là chồng mình không muốn cậu nói anh ấy như vậy, Khương Vi Nhan khó chịu nói. Mình chỉ tò mò rốt cuộc anh ta đã chuốc bùa mê thuốc lú gì mà cậu lại mê anh ta như điếu đổ vậy. Trương Vũ nói đầy vẻ bất mãn. Khương Vi Nhan nhíu mày, giải thích không, cậu hiểu lầm chồng mình rồi, thực ra anh ấy là. Trương Vũ cắt ngang lời cô, khuyên nhủ, được rồi, anh ta là cái gì chứ?
Mình cảm thấy cậu mau chóng ly hôn với anh ta đi, chồng cậu đúng là đồ vô dụng, nếu cậu gặp được người tốt hơn thì sẽ nhanh chóng quên anh ta thôi. Không phải đâu, cậu hiểu lầm anh ấy rồi, thực ra chồng mình là Bắc Lương. Khương Vi Nhan mở miệng định giải thích. Mình nói thật với cậu, mình thấy Tưởng Đào rất tốt, không những có tiền mà còn rất yêu cậu, cậu ấy đã theo đuổi cậu bao nhiêu năm như vậy, nếu là người phụ nữ khác thì đã siêu lòng từ lâu rồi. Trương Vũ vẫn đang cố gắng vì chiếc xe thể thao của cô ta, không thèm nghe Khương Vi Nhan nói. Còn lúc này, Tưởng Đào đã nghĩ ra một mưu kế hay. Anh ta quyết định mượn mấy người anh em ở chỗ cậu mình, cố ý đến đây phá đám dọa nạt những người khác. Loại vô dụng nhát gan như Tiêu Chính Văn, chắc chắn sẽ bỏ chạy hoặc nhận thua đầu tiên. Hơn nữa, anh ta cũng đã nói trước với đám côn đồ kia, đến lúc đó bảo bọn họ cố ý gây rắc rối với Khương Vi Nhan. Đánh Tiêu Chính Văn một trận nhớ đời, sau đó anh ta sẽ nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đến lúc đó, không những có thể khiến Khương Vi Nhan nhìn thấy sự vô dụng của Tiêu Chính Văn, mà còn có thể thấy được sự anh dũng của anh ta, coi anh ta là người hùng trong lòng cô. Tưởng Đào nghĩ đến đây, không nhịn được bật cười, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng Khương Vi Nhan chủ động nhào vào lòng mình. Rầm, cửa phòng bao bị người ta đá ra, mấy tên côn đồ tay cầm gậy sắt bước vào. Chương 632, hiểu lầm. Khương Vi Nhan không ngờ Tiêu Chính Văn lại dùng cách này để đáp trả, gò má cô bỗng đỏ bừng lên. Ở đây bao nhiêu người như vậy? Khương Vi Nhan khẽ đẩy Tiêu Chính Văn ra, nhưng không trách anh. Đám đàn ông có mặt đều ghen ghét đến mức gần như phát cuồng. Trong lòng bọn họ gào thét, rốt cuộc là tại sao? Mình có gì không bằng thằng vô dụng đó chứ? Tại sao Khương Vi Nhan lại có mắt không chồng thích thằng vô dụng đó? Nếu không phải Khương Vi Nhan vẫn đang ở trước mặt, thì thậm chí bọn họ đã không nhìn được mà đánh cho Tiêu Chính Văn một trận rồi. Bởi vì vẻ mặt đắc ý hiện giờ của Tiêu Chính Văn thực sự là rất ngứa mắt. Vi Nhan, cậu hãy nghĩ cho kỹ, người đàn ông này là một thằng rác rưởi, anh ta không bảo vệ được cậu đâu, ở bên anh ta chắc chắn cậu sẽ phải hối hận. Sắc mặt Tưởng Đào đã xám xịt hơn cả gan lợn, nhưng chẳng có cách nào khác. Đúng lúc này, Trương Vũ một cô bạn thân trước kia của Khương Vi Nhan xúm lại nói, được rồi, các cậu đừng đứng đó tình trạng ý thiếp nữa, ngồi xuống trước đã. Lúc nói, Trương Vũ còn nháy mắt với Tưởng Đào. Lúc này, Tưởng Đào mới ý thức được mình đã thất thố, lập tức ngậm miệng, mời Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn vào chỗ. Hồ Thanh Mặc và bạn trai cô ta là Giang Dân mà khi nãy Khương Vi Nhan gặp được cũng nhanh chóng bước vào. Mấy bạn học khác nhìn thấy bạn trai Giang Dân của Hồ Thanh Mặc mặc toàn đồ hàng hiệu, ở hông còn đeo chiếc chìa khóa Lamborghini, lập tức tiến lên chào đón, định lấy lòng vị khách quý này. Hồ Thanh Mặc với anh Giang đúng là một đôi trời sinh trai tài gái sắc. So với người nào đó thì đúng là một trời một vực. Phải đấy, nào nào nào, tôi mời bạn Hồ một ly, mời cả anh Giang một ly nào. Những người khác có mặt lập tức nâng ly rượu trong tay lên. Mời Hồ Thanh Mặc và Giang Dân. Hồ Thanh Mặc vô cùng đắc ý, cảm thấy lần này mình đã tìm đúng bạn trai, khiến cô ta mát cả mặt. Các món ăn bọn họ gọi nhanh chóng được mang lên, các bạn học nam bởi vì biết Tưởng Đào đang theo đuổi Khương Vi Nhan, hơn nữa bây giờ Khương Vi Nhan cũng đã kết hôn, nên đều thức thời không chọc ghẹo cô. Còn các bạn học nữ vì ghen ghét nên đều cố ý xa lánh bọn họ. Đồ vô dụng như Tiêu Chính Văn thì bọn họ lại càng không thích. Thậm chí còn cảm thấy ảnh hưởng đến khẩu vị, chỉ muốn đuổi ngay anh ra ngoài. Vậy nên mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, còn Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn bị ra rìa, ngồi đó như người ngoài cuộc vậy. Trương Vũ hỏi, lớp trưởng, tôi thấy đồng hồ trên tay cậu là hàng hiệu đúng không? Nhìn đẹp thật đấy, bao nhiêu tiền vậy? Tưởng Đào cố ý chia tay ra, để lộ chiếc đồng hồ trên tay mình, chiếc đồng hồ vàng này cũng không đắt lắm. Lúc tôi đến Thụy Sĩ bàn chuyện làm ăn với sếp lớn đã tiện tay mua, đổi sang tiền mình cũng chỉ mấy trăm nghìn tệ thôi. Qua, đồng hồ vàng mấy trăm nghìn tệ mà còn nói không đắt, ông chủ tưởng giàu quá đi mất, không biết bây giờ ông chủ đang kinh doanh gì. Trương Vũ chớp mắt, cố ý hỏi. Bây giờ tôi đang làm về ngoại thương, không những quen biết mấy sếp lớn nước ngoài, mà còn hợp tác với những doanh nghiệp top 500 trên toàn thế giới, thực ra ngày nào cũng bận lắm. Dù sao mỗi phút cũng mấy trăm nghìn tệ, không thể không lo lắng chuyện của công ty. Tưởng Đào cố ý thổi phồng công ty của mình lên, muốn khoe khoang trước mặt các bạn học.
đồng thời cũng muốn thể hiện năng lực trước mặt Khương Vi Nhan, để cô biết anh ta là một người thành công. Trên thực tế, tuy có hợp tác với các công ty top 500 thật, nhưng anh ta cũng chỉ có một đơn hàng nhỏ, hơn nữa còn là hợp tác với công ty chi nhánh của đối phương. Hơn nữa, anh ta có thể trở thành sếp của công ty cũng là nhờ có cậu chống lưng đằng sau. Cậu giỏi quá đi mất, Trương Vũ nói. Phải đấy, tôi nhớ công ty của lớp trưởng Tưởng là công ty Hồng Hưng đúng không? Mấy hôm trước tôi còn nhìn thấy công ty các cậu lên thời sự. Là ông chủ của công ty Hồng Hưng cơ á. Trời đất, tôi chẳng biết gì cả, lớp trưởng Tưởng khiêm tốn quá đi mất. Dầu rồi đừng quên bạn cũng nhé, công ty lớp trưởng còn thiếu người không? Hay là giới thiệu cho tôi qua đó giúp đỡ nhé? Các bạn học lập tức nâng ly rượu mời anh ta, lời nói đầy vẻ lấy lòng. Đúng lúc này, cũng có người hỏi Hồ Thanh Mặc. Nói ra cũng không biết bạn trai cậu làm ở đâu nhỉ? Hồ Thanh Mặc cũng tự hào nói, đây là bạn trai tôi Giang Dân, anh ấy giỏi lắm, bố mẹ mở công ty thép lớn nhất khu vực Hán Trung, kho vũ khí đạn dược cũng phải tìm đến để chế tạo vật liệu, hơn nữa bạn trai tôi cũng quen người của quân đội. Những người khác nghe thấy thế thì càng khâm phục Giang Dân hơn. Lại nhao nhao nâng ly, kéo bọn họ lại tán phét, hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt. Qua ba vòng rượu, cả phòng bao bắt đầu bật nhạc ầm ĩ, ánh đèn cũng trở nên hơi tối. Lúc này, Tưởng Đào cố ý kéo Trương Vũ, hỏi, bây giờ làm sao đây? Hình như Khương Vi Nhan không có hứng với tôi, trước đó chúng ta đã nói rồi, nếu cậu giúp tôi theo đuổi được cô ấy, tôi sẽ tặng cậu một chiếc xe sang. Cậu sợ gì chứ? Lẽ nào cậu còn sợ không bằng được tên vô dụng như Tiêu Chính Văn sao? Lát nữa tôi sẽ khuyên cậu ấy, cậu nghĩ cách tách tên Tiêu Chính Văn kia đi, Trương Vũ nói. Tách Tiêu Chính Văn đi, tôi nghĩ đã có rồi. Tưởng Đào lập tức nảy ra một kế, lập tức gọi điện cho cậu anh ta. Cậu ơi, cháu nghe nói cậu quen người của xã hội đen, có thể cho cháu mượn mấy người dùng không? Khương Vi Nhan, mình có chuyện muốn nói với cậu, Trương Vũ gọi Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan nhìn Tiêu Chính Văn, nói với anh tự chơi một lúc nhé, em nói chuyện với bạn một lúc. Sau đó, Trương Vũ kéo Khương Vi Nhan đến một góc, hỏi, rốt cuộc cậu làm sao thế? Sao lại lấy loại người đấy chứ? Chẳng phải trước kia anh ta làm nhục cậu sao? Trương Vũ, anh ấy là chồng mình không muốn cậu nói anh ấy như vậy, Khương Vi Nhan khó chịu nói. Mình chỉ tò mò rốt cuộc anh ta đã chuốc bùa mê thuốc lú gì mà cậu lại mê anh ta như điếu đổ vậy. Trương Vũ nói đầy vẻ bất mãn. Khương Vi Nhan nhíu mày, giải thích không, cậu hiểu lầm chồng mình rồi, thực ra anh ấy là. Trương Vũ cắt ngang lời cô, khuyên nhủ, được rồi, anh ta là cái gì chứ? Mình cảm thấy cậu mau chóng ly hôn với anh ta đi, chồng cậu đúng là đồ vô dụng, nếu cậu gặp được người tốt hơn thì sẽ nhanh chóng quên anh ta thôi. Không phải đâu, cậu hiểu lầm anh ấy rồi, thực ra chồng mình là Bắc Lương. Khương Vi Nhan mở miệng định giải thích. Mình nói thật với cậu, mình thấy Tưởng Đào rất tốt, không những có tiền mà còn rất yêu cậu, cậu ấy đã theo đuổi cậu bao nhiêu năm như vậy, nếu là người phụ nữ khác thì đã siêu lòng từ lâu rồi. Trương Vũ vẫn đang cố gắng vì chiếc xe thể thao của cô ta, không thèm nghe Khương Vi Nhan nói. Còn lúc này, Tưởng Đào đã nghĩ ra một mưu kế hay. Anh ta quyết định mượn mấy người anh em ở chỗ cậu mình, cố ý đến đây phá đám dọa nạt những người khác. Loại vô dụng nhát gan như Tiêu Chính Văn, chắc chắn sẽ bỏ chạy hoặc nhận thua đầu tiên. Hơn nữa, anh ta cũng đã nói trước với đám côn đồ kia, đến lúc đó bảo bọn họ cố ý gây rắc rối với Khương Vi Nhan, đánh Tiêu Chính Văn một trận nhớ đời, sau đó anh ta sẽ nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đến lúc đó, không những có thể khiến Khương Vi Nhan nhìn thấy sự vô dụng của Tiêu Chính Văn, mà còn có thể thấy được sự anh dũng của anh ta, coi anh ta là người hùng trong lòng cô. Tưởng Đào nghĩ đến đây, không nhịn được bật cười, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng Khương Vi Nhan chủ động nhào vào lòng mình. Rầm, cửa phòng bao bị người ta đá ra, mấy tên côn đồ tay cầm gậy sắt bước vào. Chương 633, chút phiền phức rồi. Thế này đi, hôm nay tôi sẽ thanh toán tất cả mọi chi phí, coi như tôi chuộc lỗi với mọi người. Tôi cũng sẽ đền bù cho các bạn học bị thương ban nãy, hy vọng mọi người có thể tha thứ cho tôi. Trong cái xã hội này quả nhiên tiền vẫn có thể giải quyết được tất cả, nghe Tưởng Đào nói sẽ đền tiền, mấy bạn học bị thương kia cũng không so đo thêm nữa. Hơn nữa, nghe nói anh ta sẽ trả hết toàn bộ chi phí của buổi tiệc hôm nay,
những bạn học vốn có chút ý kiến cũng nguôi bớt lửa giận. Nếu ông chủ đã nói như thế rồi thì chúng tôi cũng không khách khí nữa. Phục vụ, mang lên đây cho chúng tôi 30 chai rượu ngon nhất của quán, dù gì ông chủ tưởng của chúng tôi cũng có tiền mà, đúng không? Tiêu Chính Văn gọi nhân viên phục vụ tới, gọi liền một lúc 30 chai rượu đắt đỏ. Sau đó, nhân viên phục vụ mang lên 30 chai rượu Mao Đài, chúng đều là những chai đã được ủ rất lâu năm, giá tiền phải lên tới vài chục nghìn tệ. Anh gọi nhiều rượu như thế, một mình anh có thể uống hết không? Tưởng Đào không nhịn được liền quát lớn. Tiêu Chính Văn này rõ ràng đang muốn chơi xỏ anh ta. Tiêu Chính Văn cười nói, không phải anh vừa nói một phút mình có thể kiếm được trên dưới mấy trăm nghìn tệ sao? Dù gì anh cũng kiếm tiền dễ như thế, cho mấy người chúng tôi uống vài chai rượu thì có nhằm nhò gì đâu. Đúng thế, tôi cũng chưa được uống chai rượu nào có giá mấy chục nghìn tệ, hôm nay đúng là phải cảm ơn lớp trưởng rồi. Ông chủ đúng là hào phóng, mời chúng tôi bữa cơm cả triệu tệ, các món ăn trên bàn này đủ để mua một căn nhà, một chiếc xe hơi rồi đấy nhỉ. Nghe những bạn học cũ tâng bốc mình, Tưởng Đào cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù sao, anh ta cũng vì muốn giả bộ và hòa hoãn cơn giận của các bạn học mới đưa ra đề nghị mời cơm, lời đã nói ra rồi thì không thể nuốt vào lại được. Mặc dù hiện tại gia cảnh của Tưởng Đào quả thực có phần dư giả, nhưng một lúc phải bỏ ra hơn 1 triệu tệ mời cơm người khác thì vẫn hơi đau lòng. Hơn nữa số tiền này tiêu không đáng chút nào. Không những chẳng thể khiến người đẹp vui vẻ mà còn phải chịu ánh mắt khinh thường và cười cợt trên nỗi đau của những bạn học khác. Quá đáng nhất là rõ ràng số rượu này do anh ta bỏ tiền ra nhưng đám bạn học được uống rượu kia lại quay ra cảm ơn Tiêu Chính Văn, dùng rượu quý anh ta mua để mời Tiêu Chính Văn. Anh ta giận đến mức muốn phun một ngụm máu vào thẳng mặt Tiêu Chính Văn. Khương Vi Nhan thấy những bạn học khác đã chấp nhận Tiêu Chính Văn, trong lòng vô cùng vui vẻ. Dù sao cũng là chồng của cô. Mặc dù không cần người khác phải chấp nhận nhưng cô cũng không muốn bị người ta chê cười. Trương Vũ thấy tình hình xoay chuyển như vậy, trong lòng chỉ có thể cảm thán một tiếng, xem ra giấc mộng xe sang của mình tan thành mây khói rồi. Bởi vì có thêm mấy chục chai rượu ngon nên mọi người đều uống tới điên cuồng, không ít người đã say đến mức phải ngồi trên sofa nghỉ ngơi. Tôi đi vệ sinh một lát. Hồ Thanh Mặc ra ngoài một lúc. Sau khi trở về thì nói với bạn trai, chồng ơi, có người bắt nạt em. Hắn ta động chạm vào người em. Giang Dân lập tức đứng dậy nói, sao thế? Vừa nãy em tới nhà vệ sinh thì gặp phải một gã đàn ông bị ổi tự nhiên sờ vào mông em tức tới mức tát cho hắn một bạt tai, đối phương lại hống hách nói muốn tìm em tính sổ. Mẹ kiếp, dám động vào bạn gái của anh à. Đi, anh giúp em dạy cho hắn một bài học. Sau khi uống chút rượu, Giang Dân cũng hơi bốc đồng. Hơn nữa ban nãy nhìn thấy Tiêu Chính Văn tàn sát tứ phương, bản thân lại trốn phía sau không dám ra mặt, sau đó còn bị Hồ Thanh Mặc quở trách một hồi, trong lòng vốn đã rất khó chịu. Bây giờ đã có cơ hội để bản thân thể hiện, Giang Dân cầm lấy chai rượu bước ra phía cửa. Một lúc sau, Giang Dân đắc ý ôm vợ trở lại phòng. Hồ Thanh Mặc còn nói với vẻ khoa trương, vừa nãy chồng giỏi thật đấy. Chỉ dùng một chai rượu thôi mà có thể khiến đối phương ngất xỉu luôn. Đương nhiên rồi, nói thế nào đi nữa thì chồng em cũng đã từng tập luyện, Giang Dân vô cùng đắc ý. Lúc những người khác đang hỏi bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì cửa phòng bao bị đẩy ra. Mấy chục vệ sĩ đã trải qua huấn luyện từ ngoài cửa xông vào, động tác dứt khoát, đồng loạt, ánh mắt lạnh băng, dù là cơ thể hay là thực lực thì cũng cao hơn gấp mấy bậc so với đám côn đồ ban nãy. Đúng lúc này, tiếng gậy gõ xuống mặt đất vang lên cộp cộp cộp. Một ông cụ cầm gậy long đầu trong tay bước ra từ phía sau đám vệ sĩ. Lúc nãy ai đã đánh con trai tôi thì mau đứng ra đây. Ông cụ đó nói với giọng trầm thấp. Gậy long đầu, ông ấy là ông Trần của nhà họ Trần. Nhà họ Trần của quân đội. Tiêu rồi, năm đời nhà họ Trần bọn họ có đến 3 người làm tướng, trong số 3 người con trai của ông Trần. Có 2 người đều có chức vị trong quân đội, sau khi nhận ra thân phận của ông cụ, tất cả mọi người đều sợ tới mức tỉnh cả rượu. Ồ, xem ra mấy người vẫn nhận ra tôi, vậy thì tôi không phí lời thêm nữa. Ông Trần chống gậy, ngồi xuống ghế sofa. Không một ai đang có mặt ở đó dám lên tiếng. Đây không phải là người cùng đẳng cấp với đám côn đồ ban nãy, trước mặt họ là ngọn núi cao sừng sững và uy nghiêm.
vừa nhìn đã biết mấy người đang đứng ở cửa kia là binh lính đã giải ngũ. Khí thế uy nghiêm và ánh mắt sắc lẹm đó khiến mọi người thật sự sợ hãi, đừng nói là lên tiếng, ngay cả thở mạnh bọn họ cũng không dám. Bọn họ thậm chí không cần làm bất cứ động tác gì, chỉ cần đứng ở đó, nhìn chằm chằm đối phương. Là đủ để khiến những người bình thường kia không dám có bất kỳ ý nghĩ gì. Nhà họ Trần có là gì đâu, giang dân chồng tôi còn quen cả người bên kho vũ khí đạn dược. Hồ Thanh Mặc thường ngày kênh kiệu thành quen, vẫn chưa biết tính nghiêm trọng của sự việc. Đối diện với ông Trần, cô ta không những không nhận sai mà còn dở giọng khiêu khích. Con trai của ông dám sờ mông tôi bảo chồng mình dạy dỗ hắn đấy, sao nào, Hồ Thanh Mặc hỏi ngược lại. Ồ, phẩm chất con trai tôi đoan chính, thường ngày như một thân sĩ, sẽ không tùy tiện động tay với phụ nữ. Ban nãy nó nói với tôi chỉ là không cẩn thận đụng vào cô một chút, cô liền tát nó một bạt tai, nhưng lúc đó nó không hề đánh trả, kết quả là bạn trai cô lại dùng chai rượu đánh vào đầu nó từ phía sau, thế là có ý gì? Ông Trần bắt đầu truy cứu trách nhiệm. Tôi, vừa nãy tôi uống say, không nhớ đã làm gì, dù sao tôi nhìn hắn thôi cũng thấy khó chịu. Lúc này những người khác mới biết hóa ra không phải vấn đề từ người nhà họ Trần mà là ban nãy sau khi uống say thì Hồ Thanh Mặc nổi cơn điên rượu. Hừ, hay cho cái câu nhìn thôi cũng thấy khó chịu. Bây giờ nó đã nhập viện rồi, mấy người định bồi thường sao đây? Ông Trần gõ cây gậy xuống sàn, phát ra âm thanh nặng nề, sau đó mấy binh lính giải ngũ kia liền tiến lên phía trước. Trong lòng giang dân biết mình gặp rắc rối lớn rồi, liền đứng một bên không dám lên tiếng. Trái lại, Hồ Thanh Mặc hống hách nói, bạn trai tôi còn quen biết với người của kho vũ khí đạn dược, có giỏi thì cứ thử động vào chúng tôi đi. Giang dân, gọi điện thoại bảo mấy người bạn của anh tới đây, để bọn họ biết được sự lợi hại của anh. Giang dân đầm đìa mồ hôi lạnh, nói em đừng gây chuyện nữa được không? Đây là ông Trần của nhà họ Trần đấy, không phải là người chúng ta có thể động vào đâu. Hắn cũng không ngờ bản thân lại làm con trai của ông Trần bị thương. Ban nãy uống mấy ly rượu nên hơi bốc đồng, căn bản không hề suy nghĩ kỹ nguyên nhân hậu quả. Chương 634, Huân chương. Ồ, lẽ nào các người là người của kho vũ khí đạn dược Triều Nhan? Hừ, cái kho vũ khí đạn dược rách nát đó của các người trước mặt tôi chỉ là một đống phế phẩm. Hôm nay các người đánh con trai tôi bị thương, tôi tuyệt đối sẽ không để các người rời khỏi đây. Đưa tất cả đi hết, tôi muốn bắt các người về tiến hành xét hỏi. Ông Trần ra lệnh, các binh lính chậm rãi bước lên muốn bắt bọn họ đi. Đợi đã, các người không có quyền làm như vậy. Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến chúng tôi, các người không thể bắt chúng tôi đi. Những người khác vùng vẫy muốn phản kháng, nhưng đám binh lính kia vung thẳng nắm đấm khiến họ ngã nhào xuống đất, sau đó hạ gục bọn họ dễ như trở bàn tay. Đúng lúc này, đột nhiên Tưởng Đào đứng ra nói, đợi đã. Có thể bỏ qua cho bạn học của tôi không? Nể mặt đi, cậu tôi là hội trưởng của Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Diệp khu vực Hán Trung. Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Diệp, một trong 8 hiệp hội doanh nghiệp của khu vực Hán Trung. Hóa ra cậu của anh ta lại là hội trưởng của Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Diệp. Tôi đã nói rồi, tại sao công ty thương mại Khoa Quốc có thể nổi lên trong thời gian ngắn như vậy, thì ra là có cậu giúp đỡ. Hơn nữa Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Diệp có quan hệ với Đại sứ Vương Lận, đúng là người có gia thế lớn. Có một người cậu tốt thì cuộc đời khắp nơi đều là đường tắt. Nghe đến Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Diệp, rõ ràng ông Trần hơi do dự, sau đó gật đầu nói, vậy được thôi, nếu cậu không liên quan đến chuyện này thì tôi bỏ qua cho cậu, người khác bắt đi hết. Thứ ông ta sợ không phải là Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Diệp, mà là Đại sứ Vương Lận sau lưng Hiệp hội đó. Hồ Thanh Mặc tức giận đánh bạn trai của mình, mắng to, anh nhìn xem tại sao cậu ấy có bản lĩnh có thể rời đi. Mà chúng ta phải bị giữ ở đây. Giang dân tức giận tát Hồ Thanh Mặc một bạt tai, tại cô nhiều chuyện ấy. Nếu không phải tại cô thì tôi cũng sẽ không bị liên lụy. Nếu vì chuyện lần này mà kho vũ khí đạn dược của tôi không thể tiếp tục hợp tác với nhà máy quân đội, trở về thế nào bố tôi cũng xử chết tôi thôi. Bây giờ Giang dân vô cùng lo lắng ông Trần sẽ truy cứu mình đến cùng, trước đây hắn cũng từng thấy thủ đoạn của ông Trần, căn bản không dám đắc tội đối phương. Hừ, anh lại dám đánh em. Hồ Thanh Mặc oan ức nhìn bạn trai của mình. Giang dân cũng vừa giận vừa sợ. Người khác nhìn thấy Tưởng Đào có thể tự bảo vệ liền lập tức cầu xin Tưởng Đào. Lớp trưởng ơi, đưa tôi đi cùng đi, chuyện này cũng không liên quan đến tôi.
tôi chẳng qua chỉ là đến uống rượu thôi. Ông Trần, tôi xin ông đấy, chuyện này chúng tôi thật sự vô tội, muốn trách thì trách bọn họ được rồi. Đám bạn học không ngừng cầu xin ông Trần, hơn nữa còn hy vọng Tưởng Đào có thể nói tốt giúp mình mấy câu. Ông Trần khép hờ mắt, sau khi vuốt cằm thì nói với Tưởng Đào, có ai muốn đưa đi thì cậu có thể đưa đi, trừ hai tên gây chuyện thì nhất định phải giữ lại. Tưởng Đào vừa nghe liền vui mừng khôn xiết, có ông Trần trấn thủ bên cạnh mình, vậy chẳng phải mình có thể ra oai ở buổi tiệc lần này sao? Hi hi hi, tôi biết rồi, vậy coi như Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Diệp chúng tôi nợ nhà họ Trần một ân huệ, sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Tưởng Đào dứt lời, lập tức thả toàn bộ bạn học của mình ra. Lớp trưởng quả thật là quá tốt, vẫn là mặt mũi của lớp trưởng có ích. Hôm nay may mà có lớp trưởng, nếu lớp trưởng không ở đây, e là chúng ta đều gặp họa rồi. Không ngờ lớp trưởng quen biết người của Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Diệp, tôi thật là kính phục cậu quá, hôm khác nhất định tôi phải đến tận nơi tìm mọi người uống rượu. Sau khi bọn họ được thả ra, lần lượt bày tỏ cảm ơn với Tưởng Đào. Một vài bạn học có quan hệ không tốt mấy với Tưởng Đào, hoặc người vừa nói chuyện đã đắc tội đến anh ta, thì đều bị giữ lại tại chỗ. Thế nhưng lúc đến lượt Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, anh ta lại bật cười. Vi Nhan, bây giờ cậu biết theo một tên vô dụng tủi thân cỡ nào chưa? Đi theo tôi đi, ở lại đây chỉ khiến cậu thêm ấm ức thôi. Bây giờ ông Trần vô cùng tức giận, hơn nữa tôi tuyệt đối không thể thả tên vô dụng Tiêu Chính Văn này đi, anh ta phải ở lại đây chịu tội, tôi chỉ cho phép cậu đi cùng với tôi. Tưởng Đào cho Khương Vi Nhan cơ hội, hy vọng Khương Vi Nhan có thể rời khỏi Tiêu Chính Văn. Thế nhưng Khương Vi Nhan lại đứng bên cạnh Tiêu Chính Văn, không bằng lòng đến bên cạnh Tưởng Đào. Cậu Tưởng, tôi hy vọng cậu có thể làm việc nhanh hơn. Ông Trần thúc giục, tỏ vẻ hơi mất kiên nhẫn. Được, được, nếu cậu không cân nhắc thì đừng trách tôi vô tình. Nhìn thấy Khương Vi Nhan vẫn không chịu rời khỏi đó, Tưởng Đào chỉ đành dẫn người đi trước. Tưởng Đào vừa dẫn người đi, lại thấy ông Trần ra lệnh, dẫn bọn họ đi hết đi. Người phụ nữ tên Khương Vi Nhan này thật không biết tốt xấu. Lớp trưởng, chúng ta không cần để ý cậu ta, phụ nữ trên đời này nhiều như vậy, với năng lực bây giờ của lớp trưởng, những người đẹp kia còn không muốn giành lấy trái tim cậu sao? Đúng, đừng để ý quá. Mấy bạn học khác vừa Tưởng Đào đang tức điên người, vừa nịnh hót anh ta. Ban đầu Trương Vũ cũng muốn khuyên Khương Vi Nhan đi theo Tưởng Đào, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tiêu Chính Văn, cô ta cũng chỉ đành theo Tưởng Đào tránh xa rắc rối trước. Ông Trần ra lệnh, đám vệ sĩ thô bạo kia đến trước mặt bọn họ, đè mấy bạn học kia lên mặt bàn, muốn đưa bọn họ đi. Đúng lúc này, Tiêu Chính Văn đứng ra, nói với bọn họ, tất cả mọi người đều không được động đậy. Hả? Ông Trần ngẩng đầu lên, đám vệ sĩ nghe câu này cũng dừng tay lại. Nể mặt tôi, thả hết người ở đây ra đi, Tiêu Chính Văn nói. Giang Dân mở miệng mắng chửi, tên vô dụng như anh đừng lên tiếng. Lỡ như chọc giận ông Trần thì làm sao? Anh tưởng anh là ai? Anh cho rằng ai cũng sẽ chịu thua, ai cũng nể mặt anh à? Cũng không nghĩ xem người trước mặt anh là ai, trước mặt anh là gia chủ nhà họ Trần đấy. Ông Trần nhìn Tiêu Chính Văn nói, cậu là ai? Dựa vào đâu mà bảo tôi thả người? Không biết huân chương này của tôi có thể để ông nể mặt tôi không? Tiêu Chính Văn lấy huân chương anh hùng từ trong túi ra, đặt lên bàn. Huân chương này là trước đây Hàn Lợi Dân làm cho anh. Khoảnh khắc nhìn thấy huân chương này, tất cả vệ sĩ xung quanh lập tức cảm thấy kính nể Tiêu Chính Văn. Huân chương này. Ông Trần cũng trợn to mắt, chống gậy chật vật đứng thẳng lưng. Anh hùng, tôi sẵn lòng nể mặt cậu. Người khác không biết, nhưng ông Trần không thể không biết. Mặc dù nhà họ Trần bọn họ năm đời ba tướng, nhưng chỉ có một người đời trước từng chống lại giặc ngoại xâm, đạt được huân chương danh dự. Cũng chính là dựa vào danh dự này, nhà họ Trần bọn họ mới thật sự phất lên ở Hán Trung. Cho dù thân phận người trước mắt rốt cuộc là thế nào, chỉ cần anh lấy huân chương ra thì nhà họ Trần buộc phải kính nể anh. Chương 635, Xích Diệp Vương. Chuyện này là hai người gây họa, hai người tự giải quyết đi, những người khác đi theo tôi. Tiêu Chính Văn dẫn theo những người khác cùng rời khỏi khách sạn. Bọn họ không dám tin, hóa ra chỉ là sợ bóng sợ gió, khi biết nhà họ Trần không truy cứu trách nhiệm nữa, bọn họ như lấy lại được sự tự do, lao ra khỏi cửa. Vừa đi vừa cảm ơn Tiêu Chính Văn.
Tiêu Chính Văn này còn có mặt mũi lớn hơn cả Tưởng Đào, vừa rồi lúc Tưởng Đào thả người còn phải nợ ông Trần một ân huệ, còn Tiêu Chính Văn này lại khiến ông Trần phải kính trọng. Cũng không biết huân chương là cái gì mà có thể khiến ông Trần coi trọng như vậy. Mọi người nhao nhao phỏng đoán, có người còn lờ mờ đoán, liệu có phải trước kia Tiêu Chính Văn từng làm lính, liệu có phải anh từng mang quân hàm rất cao. Tiêu Chính Văn không muốn để lộ thân phận, nên nói, thực ra huân chương này là giả đó, huân chương anh hùng bình thường có màu bạc, còn của tôi là màu vàng. Ủa, thật sao? Đúng rồi, tôi nhớ huân chương anh hùng bình thường đều là màu bạc, không ngờ ông Trần lại bị lừa thật. Ặc, tôi còn tưởng anh ta là tướng lĩnh nào chứ, hóa ra là giả, những người muốn nhân cơ hội nịnh bợ Tiêu Chính Văn đều lần lượt bỏ đi. Bọn họ không biết, huân chương anh hùng màu vàng càng quý giá hơn. Đó là minh chứng cho việc chống giặc ngoại xâm lập được chiến công, cả Hoa Quốc có không quá 10 người sở hữu huân chương này. Còn có không ít anh hùng sau khi chết mới được phong tặng huân chương màu vàng. Bọn họ tưởng ông Trần không biết gì, mà không biết rằng thực ra vì ông Trần biết nên mới tỏ ra kính trọng Tiêu Chính Văn như vậy. Khương Vi Nhan trợn mắt lườm Tiêu Chính Văn, biết anh không muốn để lộ thân phận nên cũng không nói gì. Dù sao thì cây to đón gió. Ở bên này, Tưởng Đào vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ xe thì nhìn thấy những người khác cũng được thả ra. Anh ta kinh ngạc tiến lên hỏi, ông Trần không nhốt mọi người trong khách sạn sao? Cũng nhờ Tiêu Chính Văn có bản lĩnh, nói vớ vẩn vài câu đã lừa được ông Trần, ông ấy còn coi anh ta như anh hùng. Đúng vậy, Tiêu Chính Văn lấy một chiếc huân chương anh hùng giả ra, nói mình là anh hùng, ông Trần tin luôn, sau đó thả anh ta đi. Nghe những người khác kể lại, Tưởng Đào tức tối chửi, hóa ra tên Tiêu Chính Văn này còn là một kẻ lừa đảo, ngay cả ông Trần mà cũng bị anh ta qua mắt. Không được, tôi nhất định phải nói chuyện này với ông Trần, để ông ấy phạt tên Tiêu Chính Văn kia thật nặng. Tưởng Đào kể lại chuyện này với các bạn học khác, thậm chí còn tố cáo chuyện này với ông Trần. Nhưng ông Trần một mực nói rằng huân chương ông ta nhìn thấy là thật, còn tỏ ý ông ta tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Tưởng Đào chỉ có thể thầm chửi ông Trần già rồi hoa mắt không phân biệt rõ thật giả, đồng thời trong lòng cũng nghĩ chắc là ông ta sợ mất mặt nên không muốn để người ta biết mình nhận nhầm, cứ khăng khăng nói là thật. Xì, mình còn tưởng có bản lĩnh gì chứ, xem ra tên Tiêu Chính Văn này chỉ giỏi lừa đảo, không những lừa được Khương Vi Nhan của mình, còn lừa được cả ông Trần, mình phải tìm cơ hội cho anh ta biết tay. Tưởng Đào nhìn thái độ kiên quyết của ông Trần và sự cố chấp của Khương Vi Nhan đối với Tiêu Chính Văn, trong lòng càng chắc chắn Tiêu Chính Văn là một kẻ lừa đảo siêu cấp. Ngày hôm sau, Tiêu Chính Văn cùng Khương Vi Nhan đàm phán xong một lô vật liệu của công ty, rồi rời khỏi Hán Trung. Sau khi nhận được tin, Tưởng Đào tức đến mức hậm hực nửa ngày. Anh ta vẫn chưa xử lý được Tiêu Chính Văn, chưa ngủ được với Khương Vi Nhan, sao bọn họ đã đi mất chứ? Không được, mình phải đến Tu Hà. Cùng lúc đó, cách Long Kinh 50 dặm, một sơn trang nằm ở sườn núi Thất Long. Trong ngoài sơn trang đều có các binh lính được đào tạo bài bản canh gác, ai nấy đều mang theo súng thật, vũ trang đầy đủ. Lúc này, ở tầng 3 dưới mặt đất của ngôi biệt thự nằm chính giữa sơn trang. Không gian rộng lớn, bố cục mang phong cách cổ xưa. Ở giữa có một hồ nước, có 9 rồng phun nước, xung quanh còn có đỉnh đồng vuông, cùng với đèn hạc. Lúc này, phía sau bức rèm bằng lụa, một bóng người được hai cô gái mặc voan mỏng đỡ, bước từ phía sau ra. Cơ thể hơi gầy gò, sắc mặt vàng vọt, nhìn như bị bệnh nặng. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, người đàn ông nhìn có vẻ sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào này có 8 phần giống với Xích Diệm Vương. Lúc này, người đàn ông ốm yếu kia được hai cô gái đỡ, ông ta nhìn hai tướng lĩnh mặc quân phục đang quỳ dưới đất trước mặt, cất giọng nói trầm thấp như tiếng sắt thép ma sát vào nhau. Run rẩy hỏi, hắn chết rồi sao? Hai tướng lĩnh kia quỳ dưới đất, vô cùng cung kính đáp, chủ soái, hắn chết rồi ạ. Chết trong tay vua Bắc Lương. Người đàn ông kia gật đầu, tập tễnh ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh, thều thào nói, đứng lên đi. Hai tướng lĩnh kia đứng dậy, nếu như tứ lão Long Các ở đây thì sẽ nhận ra, hai tướng lĩnh này chính là hai trong số 20 chiến bộ bên cạnh Xích Diệm Vương. Chủ soái, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Thế thân của ông đã chết, tất cả mọi người đều nghĩ ông đã chết, chuyện đại sự của chúng ta phải tiếp tục kiểu gì đây? Một tướng lĩnh trong số đó hỏi với vẻ lo lắng. Người đàn ông như ngọn nến trước gió kia cười nhạt, ho khan mấy cái,
cười đáp với giọng nói vô cùng quỷ dị, ha ha, cũng tốt, tất cả mọi người đều nghĩ Xích Diệm Vương tôi đã chết, như vậy chẳng phải càng có lợi cho hành động tiếp theo của chúng ta sao? Đáng tiếc là thế thân bản vương mất 20 năm mới tìm được, bồi dưỡng mất mười mấy năm, bây giờ lại chết trong tay vua Bắc Lương. Khụ khụ, nhưng chắc là đến tận bây giờ cậu ta vẫn không biết người cậu ta giết chỉ là một cái bóng, một thế thân của bản vương mà thôi. Dứt lời, trong đôi mắt đục ngầu của người đàn ông kia bắn ra tia sáng. Năm đó, tôi bị Tiêu Chính Văn đánh bị thương, khó khăn lắm mới trốn được vào núi sâu dưỡng thương. Bây giờ, thế thân của bản vương lại bị Tiêu Chính Văn giết, không biết Xích Diệm Vương tôi và Tiêu Chính Văn có oan nghiệt gì nữa. Hai tướng lĩnh cứ đứng bên cạnh, nghe người đàn ông ốm yếu trước mặt lẩm bẩm một mình. Đây mới là Xích Diệm Vương mà bọn họ vẫn luôn sùng bái và đi theo. Xích Diệm Vương ở ngoài kia chỉ là một cái bóng, một thế thân mà ông ta đã bồi dưỡng mười mấy năm mà thôi. Từ mười mấy năm trước, Xích Diệm Vương đã bắt đầu chuẩn bị kỹ càng, tìm kiếm thế thân cho mình. Nếu lúc này Tiêu Chính Văn có mặt ở đây, chắc chắn anh sẽ phải kinh ngạc tột độ. Thậm chí, ngay cả Thiên Tử và ông Long cũng không biết Xích Diệm Vương kia lại là thế thân của Xích Diệm Vương thực sự. Từ xưa đã có thế thân, người ta gọi là cái bóng. Có ám sát sẽ có cái bóng phải ra mặt vào lúc nguy cấp, thế mạng thay cho chủ nhân, cái bóng còn phải hòa làm một thể với chân thân, khiến người ta thật giả khó phân. Đây cũng là một loại quyền mưu. Vương, vậy tiếp theo đây chúng ta phải làm gì? Một chiến bộ trong số đó hỏi. Xích Diệm Vương trầm ngâm một lát rồi nói, Tà Long, Đồ Hưu. Liên lạc với người kia, bảo đến đây gặp bản vương. Chương 636, đánh đập. Trong một khách sạn ở Tu Hà, Tưởng Đào đã ở đây được một ngày rồi. Ngày hôm nay, anh ta đã nghe ngóng đủ mọi thông tin về Tiêu Chính Văn ở Tu Hà, cuối cùng cũng biết tên Tiêu Chính Văn này hóa ra chỉ là một lính xuất ngũ chuyên ăn bám mà thôi. Lúc này, Tưởng Đào đang đi qua đi lại trong phòng khách sạn, sắc mặt u ám, nghĩ một lúc lâu, anh ta vỗ tay nói, có rồi. Anh họ mình là binh vương đặc chủng của chiến khu. Phải bảo anh ấy dạy dỗ thằng vô dụng Tiêu Chính Văn kia một trận mới được. Nghĩ vậy, Tưởng Đào lập tức gọi điện cho anh họ đang ở quân khu, được gọi là chiến sĩ đặc chủng binh vương phân khu 9 Đông Nguyên Lạc Thiên Lang. Anh Thiên Lang, anh còn nhớ em không? Em là Tiểu Đào đây, em có chút chuyện muốn nhờ anh giúp, Tưởng Đào cười nói. Tưởng Đào à, anh nhớ ra rồi, chuyện gì thế? Anh, chuyện là thế này, em đang ở Tu Hà. Nếu anh có thời gian thì đến Tu Hà gặp em nhé, đúng lúc em bày tiệc chiêu đãi anh luôn. Tưởng Đào cười nói. Ừ, được rồi, đúng lúc anh có nhiệm vụ đến Tu Hà, đến nơi anh sẽ gọi cho cậu. Lúc này, trong một khu rừng rậm ở chiến khu Đông Nguyên, một người đàn ông mặc quân phục, mặt vẽ hoa văn, khí chất bất phàm, đang cầm điện thoại vệ tinh, ngồi trên đầu chiếc xe jeep nhả khói thuốc. Thiên Lang, nghe nói sau khi nhiệm vụ này kết thúc thì anh sẽ đủ quân công. Nói không chừng có thể chuyển sang làm sĩ quan, tham gia cuộc tuyển chọn quân vương của chiến khu. Một người lính khác bước tới, trong tay còn cầm một chai rượu trắng, rót rượu cho Lạc Thiên Lang. Nếu như tôi được làm quân vương của phân khu 9 chiến khu Đông Nguyên, thì tôi sẽ dẫn các anh em đi uống một bữa ra trò. Lạc Thiên Lang cầm rượu trước mặt lên, uống liền một hơi mấy ngụm, sảng khoái vỗ một tiếng vào chai rượu, khiến nó rơi xuống đất. Đến lúc đó thì chúng tôi phải dựa hết vào đội trưởng Thiên Lang rồi, giàu sang phú quý đừng quên anh em nhé. Nếu thực sự tuyển chọn quân vương của phân khu 9 thì chắc chắn tôi sẽ bỏ phiếu cho anh. Đúng, chắc chắn phải ủng hộ đội trưởng của chúng ta. Đám người này vây quanh Lạc Thiên Lang, không ngừng nịnh bợ hắn. Nếu đội trưởng của chúng ta được làm quân vương của phân khu 9, thì chắc chắn đó là quân vương trẻ tuổi nhất, nói không chừng có thể làm tư lệnh của phân khu 9 luôn ấy chứ. Đúng, với thực lực của đội trưởng chúng ta, thì chắc chắn có thể trở thành chủ soái trẻ nhất, mạnh nhất Hoa Quốc. Những người khác cũng lập tức phụ họa. Một người trong số đó hỏi, chủ soái mạnh nhất Hoa Quốc chẳng phải là vua Bắc Lương của Bắc Lương sao? Câu nói này vừa thốt ra, bầu không khí bỗng im bặt, có vẻ như hơi lúng túng. Đúng lúc này, Lạc Thiên Lang mở miệng nói, vua Bắc Lương. Hiện giờ anh ta đã bị tước chức vụ chủ soái rồi. Cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, còn thành tựu sau này của Lạc Thiên Lang tôi chắc chắn sẽ còn mạnh hơn anh ta. Chỉ là biên giới Bắc Lương của bọn họ thường xuyên xảy ra chiến loạn, nên quân công của bọn họ mới nhanh hơn thôi,
nếu tôi ở Bắc Lương thì vị trí vua Bắc Lương chắc chắn sẽ thuộc về tôi. Lạc Thiên Lang nói với vẻ đầy tự tin. Mọi người xung quanh cũng tỏ vẻ tán đồng, dù sao đây cũng là đội trưởng của bọn họ, bây giờ nịnh nọt thì sau này hắn công thành danh toại, bọn họ cũng được thơm lây. Lạc Thiên Lang nhanh chóng đến Tu Hà, sau khi nghỉ ngơi một tối, ngày hôm sau đã đến gặp Tưởng Đào. Anh, thực ra lần này em gọi anh đến là có việc muốn nhờ ạ. Tưởng Đào không vòng vo, nói thẳng lý do anh ta nhờ Lạc Thiên Lang giúp đỡ. Gần đây em thích một cô gái, em đã theo đuổi rất lâu, nhưng đối phương toàn bơ em. Nhất là chồng cô ấy, lần trước còn làm em mất hết mặt mũi trong buổi họp lớp ở Hán Trung. Nghe nói đối phương là lính xuất ngũ Bắc Lương, vậy nên em muốn nhờ anh cử người đến cho thằng khốn không biết trời cao đất dày đó một bài học. Tưởng Đào nói xong, Lạc Thiên Lang liền nhíu mày. Vì một người phụ nữ mà cậu phải tìm gặp anh sao? Còn bảo anh đối phó một tên lính xuất ngũ của Bắc Lương Á. Sắc mặt Lạc Thiên Lang lập tức trở nên khó coi. Không ngờ lại là lính xuất ngũ của Bắc Lương. Anh, em thực sự là không còn cách nào khác, hồi còn nhỏ, chỉ cần em gặp phải chuyện gì thì anh luôn là người đầu tiên ra mặt giúp em. Bây giờ có chút chuyện nhỏ này, chắc không phải anh bỏ mặc em đấy chứ. Hơn nữa, đối phương chỉ là một tên lính xuất ngũ, có gì hơn người đâu. Sao vậy? Lẽ nào anh còn sợ một tên lính xuất ngũ Bắc Lương sao? Tưởng Đào cố ý dùng kế khích tướng. Hừ, anh mà phải sợ sao? Đối phương là lính xuất ngũ của Bắc Lương à? Đúng lúc anh cũng muốn xem rốt cuộc lính của Bắc Lương có bản lĩnh gì. Bình thường Lạc Thiên Lang đã rất ngạo mạn, biết thừa đây là kế khích tướng nhưng vẫn vui vẻ ứng chiến. Lạc Thiên Lang lại nói, em họ, tuy anh có thể giúp cậu, nhưng các anh em dưới tay anh lại không quen biết cậu. Cậu xem có cần phải qua lại chút không? Dứt lời, Lạc Thiên Lang chìa ngón tay ra xoa xoa, tỏ ý vòi tiền. Trước khi Lạc Thiên Lang nhập ngũ thì hắn chính là ác bá ở Hán Trung. Người nhà đưa hắn vào chiến khu cũng là để rèn giũa tính nết của hắn. Quả thực là trong mấy năm ở chiến khu, Lạc Thiên Lang đã lập được không ít chiến công lớn nhỏ, nhưng con người hắn tàn nhẫn, có thù tất báo, cũng rất có dã tâm, đồng thời đắc tội với không ít người. Chuyện nhỏ thôi anh, trong thẻ của em có 500.000 tệ, coi như cho các anh em của anh uống rượu. Tưởng Đào lập tức lấy một tấm chi phiếu ra, ký khoản tiền 500.000 tệ. 500.000 tệ hơi ít đấy, dù gì bọn anh cũng là quân tinh nhuệ của phân khu 9 Đông Nguyên, làm chuyện này cũng có rủi ro, ít nhất cũng phải 500.000 tệ nữa. Lạc Thiên Lang lại xòe 5 ngón tay ra. Tưởng Đào không ngờ người anh họ này lại tham như vậy. Nhưng nghĩ đến việc có thể dạy dỗ Tiêu Chính Văn một trận nên thân, anh ta liền quyết tâm dốc hết vốn liếng ra. Được, sau khi làm xong chuyện này, em sẽ đưa anh thêm 500.000 nữa. Lúc này, ở công ty Nana, các nhân viên đều đang làm việc bình thường. Bỗng một đám người xông vào. Bọn họ chỉ có 5 người, nhưng trong tay cầm gậy sắt, vừa vào đã làm ầm lên. Các bảo vệ của công ty định tiến lên cản lại, nhưng đều không phải đối thủ của bọn họ. Trong công ty vốn dĩ có 10 vệ sĩ, nhưng đối phương chỉ cử 2 người đã giải quyết nhanh gọn 10 vệ sĩ. Những nhân viên khác muốn nhân lúc loạn để bỏ chạy, nhưng cửa đã bị người khác chặn lại. 5 người này đều là cấp dưới của Lạc Thiên Lang, lần này hắn chỉ cử 5 cấp dưới đến giải quyết. Người dẫn đầu chính là phó đội trưởng trong đội ngũ của Lạc Thiên Lang, Thạch Nghiêu. 5 người này đều là lính đặc chủng từng tham gia huấn luyện đặc chủng, ra tay không hề khách khí. Các nhân viên trong công ty đa phần là sinh viên mới ra trường, nào đã từng chứng kiến cảnh này. Lúc mới đầu, thấy những người này ra tay với con gái, có mấy chàng trai còn xông tới định đánh trả, kết quả đều bị một cước đá bay. 5 người này trói hết các nhân viên lại, ném vào một văn phòng. Rồi bọn họ lôi một trợ lý của Khương Vi Nhan ra ngoài. Tổng giám đốc Khương Vi Nhan của các cô ở đâu? Cả chồng cô ta nữa, gọi bọn họ ra đây cho tôi. Thạch Nghiêu ném điện thoại cho người kia. Những người khác vừa nghe liền biết đối phương đến là vì Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn. Cô trợ lý kia lúc đầu không định gọi, bởi vì Khương Vi Nhan đối xử với cô ấy rất tốt, không những không chê cô ấy là người mới, mà còn trả lương rất cao. Đi theo Khương Vi Nhan, cô trợ lý kia cũng học được rất nhiều điều, cô ấy vẫn luôn coi Khương Vi Nhan như người thầy của mình. Vì vậy, bây giờ, đối mặt với sự ép buộc của bọn họ, cô trợ lý cũng không định mở miệng. Không định nói chứ gì. Thấy cô ấy cứng đầu,
một tên lính giơ chân lên, đạp thẳng vào bụng cô ấy. Cô trợ lý kia hét lên thảm thiết, ngã xuống đất ôm lấy bụng, cúi đầu phun ra máu, nước mắt rơi như mưa. Chương 637, vợ anh đang nằm trong tay tôi. Đánh phụ nữ thì có gì giỏi chứ? Có giỏi thì nhằm vào tôi đây này. Một thanh niên đứng ra, tuy tay đã bị trói, nhưng vẫn giãy giụa xông về phía Thạch Nghiêu. Nhưng, một tên lính khác cầm gậy sắt, đánh mạnh vào đầu thanh niên kia, cậu ta lập tức ngã xuống đất, đầu sưng lên một cục to, máu chảy ròng ròng. Muốn làm anh hùng thì cũng phải biết nhìn thời cơ, nếu không chỉ có thiệt thân thôi. Thạch Nghiêu nhìn thanh niên nằm dưới đất, vẫn không quên châm chọc. Những người khác, sau khi nhìn thấy hậu quả của việc phản kháng, đều không dám tiến lên ngăn cản nữa. Thạch Nghiêu bước tới trước mặt trợ lý, cầm gậy sắt trong tay lính của mình, gõ nhẹ xuống đất. Tiếng gậy sắt và đá chạm vào nhau, dường như đang gõ vào tim bọn họ, khiến trong lòng bọn họ vô cùng sợ hãi. Thạch Nghiêu đe dọa, cô là trợ lý sao có thể không biết số điện thoại của Tổng Giám Đốc chứ? Gọi điện thoại bảo Tổng Giám Đốc của các cô ra đây, nếu không, hôm nay các người đều phải chịu tội. Gã lại ném điện thoại xuống trước mặt cô trợ lý, đồng thời đặt cây gậy sắt trên đầu cô ấy. Chắc chắn rằng, nếu trợ lý từ chối thì cây gậy sắt kia sẽ hạ xuống không hề nương tay. Cô trợ lý nhìn điện thoại trước mặt mình, do dự một lúc. Tôi cho cô 3 giây, nếu sau 3 giây mà cô không chịu nói thì đừng trách tôi ra tay với cô, dù sao cô không nói thì người khác cũng nói. Thạch Nghiêu không ngờ người của công ty Nana lại đoàn kết như vậy, vì vậy gã liền cầm gậy sắt khua trước trán trợ lý. 3. Khi nghe thấy tiếng đếm ngược, trong lòng cô trợ lý bắt đầu hoảng sợ, cô ấy cũng là con gái, cũng thấy sợ hãi. Nếu trán mình bị trúng một gậy sắt, sẽ phải chịu đau đớn đến mức nào, ngay cả tưởng tượng cô ấy cũng không dám. 2. Cô trợ lý khó khăn cầm điện thoại lên, trên trán đã túa ra mồ hôi lạnh. Nhưng màn hình điện thoại mãi không mở khóa được. 1. Thạch Nghiêu đã đếm ngược đến giây cuối cùng. Thấy cô trợ lý vẫn đang do dự, gã dứt khoát vung gậy sắt trong tay lên, đang chuẩn bị đập xuống. Khoan đã. Bỗng một nhân viên đứng ra, nói tôi có thể liên lạc với Tổng Giám Đốc Khương, các anh thả chúng tôi đi. Nói ngay từ đâu có phải là xong rồi không? Đâu cần phải chịu đòn oan chứ? Thạch Nghiêu trợn mắt lườm bọn họ. Sau đó bảo lính của mình cởi trói cho đối phương. Nhân viên này vốn là nhân viên cũng được điều từ công ty nhà họ Khương tới, tuy các sinh viên này là nhân viên mới, nhưng đều rất kính trọng anh ta, vậy nên bình thường anh ta cũng thích qua lại với bọn họ. Bây giờ bọn họ gặp nguy hiểm, mình là người đi trước đương nhiên phải ra mặt, nghĩ cách che chở cho bọn họ. Nhân viên kia biết nếu hôm nay Khương Vi Nhan không xuất hiện thì chắc chắn bọn họ sẽ gặp chuyện. Vậy nên anh ta lấy điện thoại ra gọi cho Khương Vi Nhan. Tổng Giám Đốc Khương, có một đám người đến công ty, đánh đập chúng tôi, hiện giờ có rất nhiều nhân viên bị thương, bọn họ nói muốn gặp cô. Gọi xong, các nhân viên khác chỉ có thể yên lặng chờ Khương Vi Nhan đến. Thực ra trong lòng bọn họ còn đợi một người nữa, đó chính là Tiêu Chính Văn. Bởi vì bọn họ từng chứng kiến cảnh Tiêu Chính Văn ra tay, biết nếu anh có ở đây, anh mà ra tay thì sẽ có thể đánh cho đám người gây sự này chạy té khói. Vậy nên, bọn họ đang chờ anh hùng đến. Ở bên kia, Khương Vi Nhan nhận được điện thoại xong cũng vô cùng lo lắng, vốn dĩ cô muốn gọi cả Tiêu Chính Văn đi cùng, nhưng lại không liên lạc được với anh. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang họp trong phòng họp của Sở Chỉ huy quân đội Tu Hà, trong phòng họp cài máy chặn tín hiệu, nên không nhận được tin nhắn ngay. Khương Vi Nhan chỉ đành ở nhà chờ Tiêu Chính Văn nghe điện thoại. Cô đã gọi mười mấy cuộc rồi, mà sao anh mãi không nghe máy? Rốt cuộc anh ấy đi đâu rồi? Khương Vi Nhan sốt ruột dậm chân. Đúng lúc này, Thạch Nghiêu lại gọi điện thoại tới, các cô đâu rồi? Lẽ nào bỏ mặc nhân viên của cô sao? Tôi nói cho cô biết, thời gian của tôi là vàng là bạc, tôi cho cô nửa tiếng, trong vòng nửa tiếng mà chưa xuất hiện trước mặt tôi, thì đừng trách tôi ác. Thạch Nghiêu cũng đưa ra cảnh cáo cuối cùng với Khương Vi Nhan. Anh chờ chút, đừng ra tay với các nhân viên của tôi, có chuyện gì cứ nói thẳng với tôi. Khương Vi Nhan thực sự không còn cách nào khác, chỉ đành tự gọi taxi đi một mình. Vừa đến công ty, Khương Vi Nhan đã vội vàng chạy lên lầu, đột nhiên trước mắt tối sầm. Một tên lính chụp mũ đội đầu vào mặt Khương Vi Nhan, vác cô lên, đưa vào trong công ty. Khương Vi Nhan vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra, lúc mũ đội đầu bị lột ra,
cô mới phát hiện hai tay mình đã bị trói, còn đám người Thạch Ngưu đang nhìn cô với vẻ không mấy thiện cảm. Sao có mỗi cô tới thế này? Chồng cô đâu? Chắc không phải thằng nhát gan đó không dám đến đấy chứ? Thạch Ngưu không thấy Tiêu Chính Văn, thấy hơi bất mãn cầm gậy sắt, gõ lên gò má của Khương Vi Nhan. Sắc mặt Khương Vi Nhan lạnh lùng, đe dọa bọn họ, nếu chồng tôi đến, các anh không phải là đối thủ đâu. Bốp! Thạch Ngưu tát cho Khương Vi Nhan một bạt tai. Nửa bên mặt của Khương Vi Nhan lập tức in hẳn dấu bàn tay. Cô nghĩ chồng cô lợi hại lắm sao? Tôi đã điều tra rồi, chồng cô cũng chỉ là một thằng ở rể mà thôi. Nghe từ thằng ở rể Thạch Ngưu nói, đám cấp dưới của gã đều không nhịn được cười mỉa mai. Nghe nói còn là lính xuất ngũ nữa, đúng là mất mặt. Nếu anh ta mà ở trước mặt tôi chỉ cần một nắm đấm cũng có thể khiến anh ta đo đất rồi. Chẳng phải chồng cô giỏi lắm sao? Gọi anh ta đến đây, sao chỉ dám để cô xuất hiện mà bản thân không dám tới thế? Có phải là sợ chúng tôi không vậy? Thạch Ngưu và các cấp dưới của gã không ngừng đâm thọc. Gọi ngay chồng cô đến đây, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí. Đương nhiên Thạch Ngưu không quên nhiệm vụ của mình, mục tiêu của bọn gã chính là Tiêu Chính Văn. Khương Vi Nhan kìm nước mắt cầm điện thoại lên, gọi mấy cuộc nhưng không liên lạc được với Tiêu Chính Văn. Ha ha ha, xem ra chồng cô đã vứt bỏ cô thật rồi. Tôi thực sự cảm thấy không đáng thay cô, rõ ràng xinh đẹp thế này mà lại lấy phải một thằng nhát gan. Thạch Ngưu bước tới, chìa tay nắm lấy cằm Khương Vi Nhan. Gã ngắm thật kỹ khuôn mặt xinh đẹp của cô, không nhịn được liếm môi. Tuy mục tiêu của gã là Tiêu Chính Văn, nhưng Khương Vi Nhan đối với gã đúng là niềm vui bất ngờ. Hắn lớn chừng này nhưng chưa từng gặp cô gái nào xinh đẹp như vậy, nhất thời trong lòng nổi lên suy nghĩ tà ác. Tôi thấy chồng cô cũng chỉ là đồ vô dụng, hay là theo tôi luôn đi, tôi có thể bảo vệ cô. Thạch Ngưu càng nói càng hưng phấn, gã nhìn đôi môi của Khương Vi Nhan, đang định hôn cô. Nhưng Khương Vi Nhan đã giơ chân đá trúng háng gã, khiến gã đau đến mức kêu gào. Mẹ kiếp, cô dám đá tôi. Thạch Ngưu tức phát điên, thụi một quả đấm vào bụng Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan bị gã đánh cho ngã xuống đất, cô lấy tay ôm bụng, sự đau đớn lan khắp toàn thân. Một cô gái yếu ớt như cô hoàn toàn không thể chống lại đòn tấn công của đối phương. Tôi nhìn chúng cô là nể mặt cô đừng có không biết tốt xấu. Háng Thạch Ngưu bị thương. Trong lòng lập tức bùng lên lửa giận, dục vọng trước đó đã biến mất hoàn toàn. Đúng lúc gã chuẩn bị ra tay với Khương Vi Nhan, thì điện thoại của cô bỗng vang lên, nhìn người gọi, chính là Tiêu Chính Văn. Ồ, tôi còn tưởng là con rùa rụt cổ chứ, không ngờ vẫn có dũng khí gọi đến. Thạch Ngưu dừng động tác trong tay, nghe máy. Tiêu Chính Văn đúng không? Tôi nói cho anh biết, vợ anh đang nằm trong tay tôi, bây giờ chúng tôi đang ở công ty Nana. Muốn vợ anh còn sống thì mau đến đây đi. Chương 638, ai cử các anh đến? Sau khi nói xong, Thạch Ngưu lập tức ngắt máy. Gã đang muốn Tiêu Chính Văn phải nóng lòng. Tiêu Chính Văn vừa bước ra khỏi phòng họp liền nhận được tin này, anh lập tức bảo người lái xe đưa anh trở về. Đoạn đường vốn mất nửa tiếng, Tiêu Chính Văn chỉ mất 10 phút đã đến nơi. Bởi vì vội vàng nên Tiêu Chính Văn cũng không mang theo bất cứ vũ khí gì. Cứ thế lao thẳng đến công ty. Anh vừa vào cửa đã bị một tên lính ở sau cửa tấn công bất ngờ. Tiêu Chính Văn chỉ cảm thấy bên tai có tiếng gió rít, sau đó anh giơ tay lên đỡ, chặn được cây gậy sắt của đối phương. Tiêu Chính Văn nghiêng đầu nhìn kẻ địch, tung một nắm đấm ra. Nắm đấm hung hãn đánh thẳng vào cằm đối phương, tên lính đầu tiên giao đấu với Tiêu Chính Văn lập tức ngã xuống đất. Mấy người còn lại thấy Tiêu Chính Văn hung dữ như vậy. Chỉ một chiêu đã xử lý xong đồng đội, đều lần lượt xông tới. Bọn họ dùng cơ thể người tạo thành xiềng xích, nhào vào người Tiêu Chính Văn, định khóa chặt hai tay của anh. Đây là kỹ xảo bắt người mà quân đội dùng để khống chế kẻ địch, thông thường được sử dụng trong tình huống đông địch ít. Nhưng Tiêu Chính Văn lợi hại hơn bọn họ nhiều, tuy hai bên bị đối phương bao vây, nhưng mũi chân anh dùng sức, nhún người nhảy lên, lộn một vòng, xuất hiện phía sau hai kẻ địch. Sau đó, hai đầu gối của anh thúc mạnh vào chỗ xương cụt của đối phương, tiếng xương gãy liền vang khắp văn phòng. Hai kẻ định khống chế Tiêu Chính Văn không những không hạ được anh, mà còn bị anh đá gãy xương cụt. Tên còn lại thấy không đánh lại được, đang định chuồn mất thì Tiêu Chính Văn đã nhảy lên, tung một cú đá vào trán gã. Tên lính kia không kịp chuồn đã bị đá bay, đầu va vào tường,
sau đó ngã xuống đất ngất xỉu. Chồng ơi, cuối cùng anh cũng đến rồi. Lúc này Khương Vi Nhan mới nhìn rõ người đến là Tiêu Chính Văn. Trận chiến vừa rồi của Tiêu Chính Văn xảy ra trong chớp mắt, thậm chí còn không đến một phút, anh đã đánh bại 4 kẻ trong nhóm. Lúc này chỉ còn mỗi Thạch Nghiêu còn đứng tại chỗ. Trong lòng gã cũng vô cùng hoảng sợ, tuy gã biết Tiêu Chính Văn có bản lĩnh, nhưng không ngờ anh lại mạnh đến như vậy. Chỉ trong chớp mắt đã đánh bại 4 thành viên của đội gã rồi. Sức chiến đấu đáng sợ này, đừng nói là gã, cho dù là Lạc Thiên Lang đích thân đến đây thì cũng chưa chắc có thể đánh bại 4 binh lính đặc chủng trong vòng 1 phút. Giờ phút này, gã vô cùng hối hận. Đây đâu phải là lính xuất ngũ, cho dù là người vẫn trong quân đội thì cũng chẳng bằng anh ta. Thạch Nghiêu đang định bỏ chạy thì bị Tiêu Chính Văn đuổi kịp, anh túm lấy vai gã. Thạch Nghiêu xoay người lại, tung một cú đấm về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn duỗi tay ra, ôm trọn nắm đấm của đối phương, sau đó dùng sức xoay cổ tay, vặn rời cánh tay của Thạch Nghiêu. Rắc! Tiếng khớp xương bị tháo rời vang lên, sau đó cánh tay của Thạch Nghiêu bị vặn đến một góc độ con người không thể làm được, vẹo hẳn sang một bên. A! Nỗi đau đớn khủng khiếp khiến Thạch Nghiêu không nhịn được kêu lên thảm thiết. Gã mới kêu được một nửa thì Tiêu Chính Văn lại đấm cú nữa thẳng vào mặt gã, khiến tiếng kêu của gã im bặt. Đồng thời, Thạch Nghiêu cũng bị cú đấm này của Tiêu Chính Văn đánh bay, ngã ra phía sau, phun ra một ngụm máu có lẫn chiếc răng màu trắng. Nói cho tôi biết, là ai cử các anh tới, Tiêu Chính Văn hỏi. Thạch Nghiêu không nói gì. Tiêu Chính Văn lại để ý thấy dấu bàn tay trên mặt Khương Vi Nhan, thế là anh lại tức giận giơ chân lên, giẫm lên tay của Thạch Nghiêu. Bất kể là ai cử anh tới, anh dám đánh vợ tôi thì tôi chắc chắn không thể tha thứ. Bàn chân Tiêu Chính Văn dùng sức, giẫm lên xương cánh tay của Thạch Nghiêu như giẫm một chiếc bánh nướng, khiến nó vỡ vụn. A! À, Thạch Nghiêu lại hét lên thảm thiết, Tiêu Chính Văn lên gối trúng trán gã, Thạch Nghiêu ngã xuống đất ngất đi. Tiêu Chính Văn lại giẫm chân lên cánh tay gã, dưới chân dùng sức, khiến xương cánh tay còn lại của gã cũng nát vụn. A! À, nỗi đau đớn khiến Thạch Nghiêu phải tỉnh lại. Chương 639, mạnh quá. Những người khác há hốc miệng nhìn cảnh tượng này, nhất thời trong lòng vô cùng chấn động. Vốn dĩ bọn họ tưởng đám người xông vào đây đã là ác ma, không ngờ Tiêu Chính Văn mới là ác ma thực sự. Anh không hề nương tay, thậm chí còn hành hạ đủ kiểu. Bọn họ bắt đầu cảm thấy thương thay Thạch Nghiêu. Tôi nói. Bị nỗi đau đớn giày vò, cuối cùng Thạch Nghiêu cũng không chịu nổi nữa. Là Tưởng Đào. Thạch Nghiêu không dám khai Lạc Thiên Lang ra, chỉ đành nói ra người đã thuê hắn. Tưởng Đào. Tiêu Chính Văn không hiểu tại sao Tưởng Đào lại thù hận anh đến mức này, còn tìm hẳn người đến Tu Hà đối phó anh. Chuyện là thế này, Tưởng Đào nói anh cướp đàn bà của anh ta rất tức giận, nên bảo chúng tôi đến dạy cho anh một bài học. Thạch Nghiêu nói ra mục đích của bọn họ. Tôi khuyên anh tốt nhất đừng lừa tôi nhìn ra được đấy, các anh đều từng trải qua huấn luyện, hơn nữa vừa rồi cũng dùng thủ pháp bắt người chuyên dụng của bộ đội đặc chủng, chắc hẳn các anh đều từng làm lính đúng không? Tiêu Chính Văn vừa giao đấu đã biết tỏng về bọn họ. Trong mắt Thạch Nghiêu đảo một cái, nói tiếp, đúng vậy, chúng tôi đã xuất ngũ, trước kia nhà họ Tưởng có ơn với chúng tôi, nên chúng tôi mới trả thù giúp thiếu gia Tưởng. Gã không dám nói mình đến từ chiến khu Đông Nguyên, chỉ có thể nói với Tiêu Chính Văn bọn họ là lính xuất ngũ. Cút hết đi, nếu các anh còn dám tái phạm, thì lần tới cứ cẩn thận cái mạng. Tiêu Chính Văn nói xong liền đá Thạch Nghiêu bay ra ngoài. Mấy tên lính còn lại rát díu nhau, lôi Thạch Nghiêu đi. Giải quyết xong bọn họ, Tiêu Chính Văn lập tức tới bên cạnh Khương Vi Nhan, kiểm tra tình hình của cô. Vợ ơi, em không sao chứ? Có bị thương không? Em không sao, anh xem mấy nhân viên kia đi. Tuy Khương Vi Nhan bị tát một bạt tai, bụng cũng bị thụi một đấm, nhưng chỉ bị đau chứ không bị thương quá nhiều. Còn các nhân viên của cô, sau khi bị Thạch Nghiêu đánh một trận đau, trên người xuất hiện rất nhiều vết thương nặng nhẹ khác nhau. Sau khi xem vết thương trên người bọn họ, Tiêu Chính Văn lập tức gọi xe cứu thương, đưa tất cả bọn họ đến bệnh viện. Mọi người yên tâm đi, lần này mọi người bị thương coi như tai nạn lao động, chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ viện phí. Tôi nhất định sẽ nghĩ cách tăng cường bảo vệ cho công ty, tuyệt đối sẽ không để chuyện như thế này xảy ra nữa. Khương Vi Nhan vừa an ủi các nhân viên vừa đưa tay ôm bụng. Tiêu Chính Văn lo Khương Vi Nhan bị thương,
nên cũng đưa cả cô đến bệnh viện. Nếu như không phải anh từng đồng ý với Khương Vi Nhan không được tùy tiện ra tay với người ta, phải nương tay, thì có khi vừa rồi anh đã giết Thạch Nhu rồi. Nếu như vừa rồi anh không đến kịp, thì không biết Khương Vi Nhan sẽ bị thương thế nào, không biết đối phương còn có những hành động gì với cô nữa. Tiêu Chính Văn nghĩ đến đây liền nổi trận lôi đình, đồng thời cũng nghĩ chờ Khương Vi Nhan khỏe lại, anh nhất định phải đến Hán Trung một chuyến, dạy cho tên Tưởng Đào kia một bài học. Cho anh ta biết người nào có thể chọc vào, người nào không được chọc vào. Tiêu Chính Văn đang nổi giận, Lạc Thiên Lang ở bên kia cũng tức giận không kém. Hắn vừa mới biết cấp dưới của mình thất bại trở về. Lúc hắn đến bệnh viện liền nhìn thấy Thạch Ngưu đang nằm trên giường bệnh, cả người quấn đầy băng gạc, giống hệt bộ xác ướp. Mấy cấp dưới còn lại cũng bị thương nặng, đều đang nằm trên giường bệnh, ít nhất phải mất mấy ngày mới xuống giường được. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải các anh đi xử lý Tiêu Chính Văn sao? Tại sao lại bị thương nặng thế này? Lạc Thiên Lang không dám tin những vết thương trên người bọn họ do một mình Tiêu Chính Văn gây nên. Thậm chí hắn còn nghĩ chắc là bọn họ đúng lúc gặp phải mấy đồng đội cũ của Tiêu Chính Văn, ít không địch được nhiều nên mới bị thương. Thạch Ngưu khóc lóc kể lể, đội trưởng, tôi cảm thấy em họ anh đang đào hố chôn chúng ta thì có, Tiêu Chính Văn thực sự là quá mạnh, chúng tôi không phải là đối thủ. Phải đấy, mạnh đến mức không còn là người nữa, tôi nghĩ một cú đấm của anh ta có thể đấm chết cả một con trâu mộng ấy. Thực sự là rất kinh khủng, hơn nữa hình như anh ta còn nhẹ tay đấy. Mấy người còn lại cũng không nhịn được khóc lóc tố cáo. Chương 640, tôi không tin anh ta mạnh hơn cả tôi, bọn họ thực sự không đánh lại được Tiêu Chính Văn, hơn nữa còn bị đánh đến mức ám ảnh. Bọn họ chưa từng gặp đối thủ nào khủng khiếp như Tiêu Chính Văn. Đây là kiểu kẻ địch khiến bọn họ không dám nảy sinh bất cứ suy nghĩ phản kháng nào. Chẳng phải chỉ là một tên lính xuất ngũ của Bắc Lương thôi sao? Nghe nói còn là thằng ở rể. Anh ta thực sự có bản lĩnh đến vậy sao? Nếu như thực sự có bản lĩnh, thì tại sao lại cam lòng làm rể chứ? Lạc Thiên Lang không thể nào hiểu nổi. Hắn chỉ cảm thấy Thạch Ngưu thất bại chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra. Hoặc là bị thương do chuyện ngoài ý muốn, vì quá mất mặt nên mới không dám nói ra. Tiêu Chính Văn, thực sự rất mạnh, không phải chúng tôi kiếm cớ cho thất bại. Cũng không phải chúng tôi không cố gắng, lính của Bắc Lương quả nhiên đều không phải hạng tầm thường. Thạch Ngưu thấy Lạc Thiên Lang không tin, cố gắng giải thích. Dù anh ta mạnh đến đâu thì có thể mạnh hơn tôi được sao? Lạc Thiên Lang chất vấn. Nghe xong câu này, cả phòng bệnh bỗng im phăng phắc. Sao vậy, các anh lên tiếng đi chứ? Lạc Thiên Lang thấy bọn họ không còn rảo biện nữa, còn tưởng là bọn họ không còn lời nào để nói. Sau một lúc trầm mặc, Thạch Ngưu mới run rẩy đáp, đội trưởng, tuy không muốn thừa nhận, nhưng thực sự thì tên Tiêu Chính Văn kia còn đáng sợ và lợi hại hơn cả anh. Phải đấy, đội trưởng, tuy chúng tôi biết anh cũng rất lợi hại, nhưng so với Tiêu Chính Văn thì, vẫn còn kém một chút xíu. Tiêu Chính Văn không phải là người, anh ta là ác ma. Lạc Thiên Lang không ngờ lính của mình lại thay đổi 180 độ như vậy, không nịnh bợ hắn thì đã đành, lại còn nhấn mạnh Tiêu Chính Văn mạnh hơn cả hắn. Không phục. Sao Lạc Thiên Lang có thể phục được chứ? Tôi không tin anh ta thực sự mạnh hơn cả tôi. Cho dù khả năng đấm đá của anh ta mạnh hơn tôi, thì tôi cũng không tin chỉ một mình anh ta có thể chống lại được tiểu đội mạnh nhất phân khu chín chiến khu Đông Nguyên chúng ta. Trong mắt Lạc Thiên Lang lóe lên ý chí chiến đấu hừng hực. Các anh cứ nằm đây dưỡng bệnh, tôi sẽ đi trả thù cho các anh. Lạc Thiên Lang rời khỏi bệnh viện, lập tức gọi tất cả cấp dưới của hắn tới. Nói cho tôi biết hiện giờ Tiêu Chính Văn đang ở đâu, Lạc Thiên Lang hỏi. Một cấp dưới trả lời, bây giờ Tiêu Chính Văn đang ở bệnh viện với vợ anh ta. Tốt lắm, tất cả đi theo tôi phải đến bệnh viện, đích thân xử lý tên Tiêu Chính Văn này. Lạc Thiên Lang nói xong, khoác áo gió, lái một chiếc xe sang đến thẳng bệnh viện. Trong lòng hắn vô cùng không phục, hắn muốn đánh bại Tiêu Chính Văn. Như vậy thì hắn có thể đứng trước mặt Thạch Ngưu. Dõng dạc nói cho gã biết chỉ có Lạc Thiên Lang hắn mới được gọi là binh vương mạnh nhất. Đằng sau hắn có mười mấy cấp dưới đi theo, hùng hổ xông vào bệnh viện, các bác sĩ và y tá cũng không dám cản lại. Cô có biết Tiêu Chính Văn hay Khương Vi Nhan không? Đưa tôi danh sách những người hôm nay đến bệnh viện khám chữa bệnh. Lạc Thiên Lang tóm lấy cô y tá ở bàn lễ tân, trừng mắt với đối phương, ép hỏi tung tích của Tiêu Chính Văn.
Đây là thông tin nội bộ của bệnh viện chúng tôi, hơn nữa còn là thông tin riêng tư của bệnh nhân, tôi không thể nói cho anh biết được. Y tá kia không dám làm trái quy định, cũng không dám chọc vào Lạc Thiên Lang, chỉ có thể lắp ba lắp bắp giải thích. Không hiểu lời tôi nói à? Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai, hay là cô muốn chết? Lạc Thiên Lang bóp cổ cô y tá, trong mắt tỏa ra sát khí. Cô y tá kia sợ mất mật, lập tức gật đầu nói, tôi tìm ngay đây, tôi in ngay danh sách cho anh đây. Y tá chỉ đành in một bản danh sách, Lạc Thiên Lang dựa vào danh sách, dễ dàng tìm thấy phòng bệnh của Khương Vi Nhan, sau đó một đám người hùng hổ đi đến đó. Lúc này, Tiêu Chính Văn cũng cảm nhận được có một đám người đang đi tới phòng bệnh. Tuy không biết đối phương là ai, có mục đích gì, nhưng rõ ràng là đối phương nhằm vào anh, hơn nữa còn có chuẩn bị mà đến. Tiêu Chính Văn nghĩ đến đây liền đứng trước mặt Khương Vi Nhan, nhìn cửa phòng bệnh, lửa giận và sát khí âm ỉ trong mắt. Rầm! Lạc Thiên Lang đá tung cửa phòng bệnh ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 32.